sao chỗ này có đủ thứ luôn ta? Ừ, tuyệt vời. Cơ mà, của hai em nè. Em trước nha. Xem nào. Wow, quá trời nguyên liệu luôn. Cả phẩm màu nữa à? Còn mình? Mình chả ăn được tí gì. Mình phải cực kỳ sáng tạo luôn ý. May mà mình có nhiều đồ để làm. Giờ bắt đầu với bánh nhé. Đấy, kết cấu hoàn hảo á nha. Rồi thêm chút béo ngậy nè. Món này sẽ làm bột mềm ra xíu. Tuyệt, trông giống bột bánh rồi đó. Mình có thể sáng tạo mọi thứ bằng cái này đó. Mọi người có thể đoán được đây là gì không? Giờ nó có màu xa lánh rồi nè. Tạo hình thôi bà con. Bột đã phẳng phiu thì lấy đồ cắt ra thôi. Nhân xuống xíu nhé mọi người. Chuẩn không cần chỉnh rồi. Trông như thật luôn ha. Giờ đến phần tiếp theo của tuyệt tác này. Một chút màu thực phẩm sẽ được đẹp đó. Mọi người hiểu ý tớ chưa? Cán bột ra nè và lấy cục bánh hồi nãy của bạn ra. Một khi bạn đã phủ bột khắp xung quanh thì hãy tạo ra hoa văn hợp lý nhé. Các bạn đã biết đây là gì chưa? Chuẩn đó! Là một quả cam tươi roi rói chứ gì nữa. Nhìn hết nước chấm chưa cả nhà? Wow! Chắc mình cũng làm cái gì giống vậy nhỉ? Ui! Khó dã man! Lau mồ hôi dùng với! Tuyệt thế, ổn hơn rồi, cảm ơn! Phù. Mình có nên cắt cái bánh này không nhỉ? Mượt ghê! Xin chào cái bánh ngon lành cánh hồng! Mua, mua. Chân thực số 1 luôn nha! Phù, tập trung nào! Chà! Mọi người thấy sao? Đẹp quá trời kìa. Cho chị hả? Cảm ơn em nha. Chúc ngon miệng nhé. Thấy cái này quen quen không nào? Đây chính là nguồn cảm hứng của các em. Wow, đỉnh quá má ơi. Tụi mình bắt đầu từ đâu đây? Ok, mình có thể sử dụng mấy cái này đó. Dính cái một luôn. Trông được phết. Chờ chút đã, mình có thể đặt các nguyên liệu này trên đây. Trông cứ bị sang chảnh đấy nhỉ. Xin. Dẻo dẻo ghê. Có phải yêu là đây? Vậy là được nửa bánh nè. Và giờ là một chút màu mè. Bình tĩnh, đây đúng là tuyệt tác rồi đó. Ái chà, chị còn chưa bắt đầu nữa à? Thì chị đang bận ăn chứ đó. Cái này sẽ hiệu quả nhỉ? Đấy, xinh phết. Cũng hay ho đấy nhỉ. Cô gái này đang làm gì thế này? Trông ngon không? Chị chính là món topping xuất sắc nhất mà. Này, để em giúp chị. Màu mè một xíu nữa là nhất nách luôn. Còn gì ta? Đúng rồi, quả cherry trên cùng. Hoặc là M&M cũng được. Thế này thì cháy nhất tiệm bánh rồi đó. Này, chị cũng muốn chơi búp bê. Nào, mượn với. Thả ra đi mà. Xem chị làm gì kia kìa. Xin lỗi nha. Úi trời. Đây chính là thử thách tiếp theo. Nhường em đó. Được thôi. Wow, trong này có nhiều thứ quá ta. Chà, nhìn cái này hay nhở. Chị có nghĩ như em không vậy? Ha, đứng vững nha cô gái. Hay phết đấy, chị cũng thích thế. Ha. Đỉnh của chóp. Cái này sẽ bảo vệ bé cưng. Wow, mình có thể làm đỉnh hơn cơ.
Đừng rơi nha bé Chen. Xị. Dùng jelly thôi. Đổ mưa nào. Xem chỗ jelly này nè. Wow. Ui. Gì đây? Chị cũng làm được đấy nhé. Của chị hơi khác xíu xíu thôi. Em thích cốm phải không nào? Hay ho nha. Ôi không, tràn ra ngoài hết rồi. Đúng là phép màu. Kinh quá. Bình tĩnh và năng. Hiệu quả thật này. Để chị thử xem. Toang rồi. Tội nghiệp chị tôi. Chả được cái nước gì luôn. Càng ngày càng ghê. Wow. Chiêm ngưỡng tuyệt tác bánh kem nào mọi người. Còn bánh của chị thì không giống tuyệt tác tí nào luôn. Một, hai, ba. Wow. Mình phải động não xíu thôi. Cái này khó phết à. Để coi mình câu được con gì nhỉ. Hả? Có chuyện gì thế này? Có người lục thùng rác của mình à? Ơ này, của tôi mà. Này. À, ngon tuyệt. Ai nói cái này không thể làm đồ tráng miệng chứ? Hộp màu xanh dễ sợ luôn nè. Cả nhà thấy sao? À phải, mình biết nên làm gì rồi nè. Cô muốn mua chuộc tôi đấy à? Cho xin nhé. Mình giàu rồi. Mình đợi khoảnh khắc này nãy giờ luôn đó. Của anh đấy. Chẳng gì tuyệt bằng quan sát chuyên gia thực hiện phép màu cả. Và lần này sẽ đỉnh của Chop đây. Dù sao thì mấy nguyên liệu này cũng rất là đỉnh mà. Tuyệt vời. Nhưng chưa xong đâu à. Những chấm kem nhỏ luôn là thứ ngon nhất. Vậy mới đúng là bánh kem chứ. Trời ơi, nữa hả trời. Mình đang định ăn cơm mà. Không gì tuyệt bằng dưa chuột muối ngon ngon cả. Nửa này ở đây. Mình còn nhiều lắm nè. Mọi người tưởng tôi xong rồi à. Vẫn còn nhiều việc lắm nè. Đã ra hình dạng rồi, giờ tiến hành làm các chi tiết thôi. Đấy, vài đường nữa là được. Mọi người biết đây là gì chưa nào? Chỉ chuyên gia mới có thể làm thế thôi. Mượt mà tí nào. Cái này quá là dễ làm luôn. Các bạn có thể tạo ra mọi thứ đó. Cơ mà. Vào đây nè. Giờ là đôi mắt xinh đẹp. Xinh đẹp quá. Giờ là phần đỉnh của chóp nhất. Vàng dòng đó bé ơi. Mọi người thích không? Sao mà mình thi thố được với bánh đó? Này, em trả tiền đàng hoàng đó nha. Tuyệt. Còn phải thêm mấy cục xương nữa đó. Mùi vẫn thơm xỉu phải không nào? Không được lãng phí đâu nhé. Suýt thì quên mất cái này luôn. Run ngon tuyệt. Tương ớt không bà con? Chả có gì tuyệt bằng mùi của Tabasco nhỉ. Và mình sắp xong rồi đó. Còn thiếu cái. Tuyệt. Sao mà khó lấy thế này? Này, đừng có mơ nhé cô gái. Cái giày này của tôi mà. Thôi rồi. Bánh của mình. Không thể tin nổi. Cơ mà dù sao cũng xong rồi. Đây là bánh phế liệu đã. Chắc mình ói mất. Bánh của em ngon quá ta. Ít ra chị cũng cố gắng rồi. Tiếp theo là gì nhỉ? Tụi mình phải mở thật hả? Mệt xỉu rồi. Này, nhìn ngon quá. Và ăn được luôn này.
Úi là trời, của em trông cũng ngon lắm. Có làm nên có ăn mà lại. Có chuyện gì thế? Tay mình. Ui, về lại rồi. Khỏi phải làm bánh nữa rồi. Sinh nhật này mình ước luôn vui vẻ. Wow, bố mẹ làm phiếu quà tặng cho con ạ. Bất cứ thứ gì con muốn trong thùng rác á, con cảm ơn, bố mẹ là nhất. Chỗ này cứ như mỏ vàng ấy. Khoan nào, không, cháu có thể quà nè. Xin mời. Ý, mình nên lấy cái gì đấy ta? Bộ máy tính đó trông xịn sò phết. Trúng mánh rồi. Dùng thử xem có ok la không nào. Mở máy lên để quẩy thôi. Úi là là, thế giới bên kia hay hơn hẳn. Wow, thành phố này đỉnh quá. Bộ đồ này cũng cháy nữa. Yes. Váy xinh là của mình. Chuẩn. Rẻ bèo thế nhở. Mình sẽ cần xe trùng màu nữa. Chắc chẳng hết nhiều tiền đâu. Cũng được. Thiếu du thuyền thì còn gì là cuộc sống nữa. Yay. Có quà nè. Thêm tiền hả? Rời nữa đi tiền ơi. Hôm nay chán gần chết. Có lẽ mình nên chạy trốn khỏi thực tại một lúc. Chà, chỗ này đẹp quá. Mình giàu to rồi. Ủa gì vậy? Bước ngoặt này tôi cũng chưa lường trước được. Công nhận tủ lạnh bẩn thật. Đấy, được của nó. Có gì cần sạch tinh nữa không nào? Rửa bát là thời gian để thiền đấy nha. Phải có người làm thôi. Hay quá, sao phải dừng chứ? Cây đang khát nước đúng không nào? Chắc đủ rồi nhở? Wow, cho tôi sao? Chừng này thì mua cái gì cơ chứ? Chán thật. Yay, sắp thắng đến nơi rồi. Bước đi quan trọng nè. Gần được rồi, đúng rồi đấy. Sao mạng chậm như rùa thế này? Lại đúng lúc gầy cấn nữa. Gọi người sửa mới được. Xem nào. Có ai nghe máy không? Có người gọi. Phải. Alo. Alo, ở đây có sửa internet không ạ? Có chứ, đợi một chút. Lại nhanh rồi, tiếp tục nào anh em. Alo, tôi vẫn nghe máy này. Yes, mình lúc nào cũng thắng. Phải đăng vài ảnh selfie mới để lướt feed thôi. Yay, hết hết rồi. Đun mạng xã hội của mình một lúc nào. Wow, laptop của cậu ấy xịn thật. Còn mình thì chỉ dùng đồ thừa của vô cha. Nó còn không thèm hoạt động nữa. Làm công chúa nghèo thật khổ đó. Thôi được, chống đồ gì đó lên xem. Chán thua. Khoan đã, chắc cách này sẽ hiệu quả đó. Mình sẽ lấy khung ảnh này. Nào các chân để dựng lên. Ê, xem tớ chế hay chưa? Wow, mong là sự nghèo khổ không lây lan. Ôi, cảm ơn cậu. Món quà dễ thương quá. Cái gì đây? Tớ cứ tưởng. Đây, cầm lấy đi. Thôi lượn đi, tớ không muốn cậu ở đây nữa. Cứ biến đi. Cho cậu cái bánh đó đấy. Được. Thế cảm ơn nhá. Wow, sao nhiều tiền quá vậy trời. Mãi không hết này. Không thể tin nổi.
Hả? Hả, tiền đó lẽ ra là của mình. Giàu to rồi, chết cả tuyệt vời. Hả? Cậu ấy chuồn luôn hả? Còn một cái bánh nữa. Ơ kìa, chắc chắn là phải có tiền trong này chứ. Chả có gì, lại còn bẩn tay chứ. Tuyệt. Vương miện tập thể dục của mình. Phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn. Cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Và nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Ồ, thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với tới đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế? Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Được rồi, chuẩn bị vở cho tiết học đầu tiên nào. Đúng là vở này nè. Chào cậu, chuẩn bị học à? Đồ của tôi đâu? Đúng vậy, tiết nào laptop ấy. Thôi lượn, hết việc của ngươi rồi. Có gì đó sai sai. À phải, tất nhiên rồi, giờ là tiết toán mà. Đây là laptop mình cần. Hả? Pin yếu. Vở và bút không cần pin. Cậu ấy nói đúng. Phải làm gì bây giờ? Thôi nào, đây cho cậu một tờ chép bài tạm. Ôi chà, cảm ơn cậu. Bút chì nữa nè. Lúc đấy tớ kiểu, gì cơ, cậu mới nói pony khác hả? Ê, nhìn kìa, có tiệc. Tiệc của Trương mà, đỉnh. Công chúa sinh ra cho những bữa tiệc mà. Nhưng mà cái váy này không ổn. Mình cần đồ lộng lẫy hơn. Như thế này. Tuyệt, chuẩn trang phục dự tiệc của công chúa. Wow, đẹp dã man. Chắc mình cũng nên thay đồ. Hả? Tưởng là mình làm giống cậu ấy là được. Chắc tại mình làm chưa đúng. Cái lon đó bay đi đâu vậy? Xuống xa mất rồi. Mình nên nhặt bỏ vào sọt rác. Mà khoan đã, mình có thể tận dụng thứ này. Tuyệt, váy này đẹp đúng như mình tưởng tượng. Chân váy bồng bềnh thích thật. Khỏe không nè? Ôi trời ơi. Wow, váy mới của cậu trông hay quá. Ôi, cảm ơn nha, tớ tự làm đấy. Chà, cậu thấy bữa tiệc này sao? Xin dừng bước. Phim này không miễn phí đâu. À, tất nhiên, chờ chút nhé. Cô đùa tôi à? Chúng tôi không nhận tiền lẻ. Chắc là mình còn gì khác giá trị chứ. Thế vương miện của tôi thì sao? Vương miện bằng giấy có giá trị gì? Không, chúng tôi chỉ nhận tiền thật. Hài dã man con ngạn. Sao cô ấy có thể làm như thế chứ? Cười nhiều đau cả bụng rồi đây này. Này, xin dừng bước. Tiền nóng phiền phức thật. Đây. Thôi được. Không biết có gì bên trong nhỉ? Mà ơi,
cả cục vàng thật luôn. Có vẻ đây là một sự kiện riêng tư rồi. Và với loại tiền này mình sẽ biến khỏi đây luôn. Bắp rang đâu? Ngon tuyệt của mèo. Cắt chân lên và thư giãn nào. Phải chuẩn bị cho xong thôi. Màu này quá hợp da mình. Không thể quên kim cương được. Hoặc mascara. Và tất nhiên nước hoa được chế tạo cho riêng mình. Còn lên đầu nữa. Vương miện đâu? Hoàn hảo rồi, sẵn sàng đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon công chúa. Wow! Hey Grace, nhìn kìa. Thôi nào, Grace. Wow, đúng vậy. Không phải chứ. Thôi đi. Hey. Cuối cùng cũng được, xem thử có gì nè. Ngồi đi. Nhìn hình xăm này nè. Sao cơ? Cậu muốn có hình xăm mới á? Được rồi, để tớ xử lý. Ok, bắt đầu bữa tiệc nào. Tuyệt quá. Tớ nghĩ tớ muốn ở đây. Đẹp đấy. Đưa tay đây nào. Đó là ký mã. Nhưng còn cách nào khác để làm đâu. Tớ nghĩ thôi khỏi hình xăm đi. Chắc phải có cách khác chứ. Đúng rồi. Tớ quay lại ngay. Gần tới rồi. Lẽ ra nên mang theo nước. Được rồi. Hey, ngài kỳ lân. Ok. Tôi muốn thử gì đó nhẹ nhàng hơn. Được, cái này thì sao? Yay, cảm ơn. Gặp lại sau nhé. Đi thôi. May là mình khỏe đấy. Gần tới rồi. Chuyến đi dài quá. Làm cách này nè. Không có kim nhé. Trông không đau lắm nhỉ. Không hề. Vậy thì tớ sẵn sàng rồi. Phương pháp stencil này ít đau hơn so với xăm thật. Đổ keo lên vùng da cần xăm. Dùng cọ để trải đều keo da. Khi nào trông như thế này thì rắc kim tuyến lên. Wow, nhớ là phải phủ lên hết phần keo nhé. Sau đó lấy stencil ra. Đẹp nhỉ. Wow, cái này lấp lánh quá. Tớ rất thích. Biết mà. Đến lượt cậu. Không. Thôi nào, tớ sẽ dùng màu cậu thích nhất. Vậy mới phải chứ. Tuyệt quá đúng không? Mà lại không cần kim. Không đâu baby à. Video này đỉnh thật. Xin lỗi. Vào đi. Trời, xem tới đâu rồi nhỉ? Oh yeah, nhìn cái này nè. Ngầu đét. Cậu có tin nổi anh chàng này không? Yeah, hy vọng không phải xếp hàng. Chào các cô. Có vẻ đúng yêu cầu trang phục. Ok. Gặp cậu trong đó nhé. Đợi đã. Chúng ta có gì ở đây nào? Kẹo sao? Cô không biết đọc sao? Sao cơ? Đi đi. Thật quá đáng. Được thôi. Anh ta nghĩ thế hay lắm sao? Con gái không được ăn steak à? Thật ra mình có một ý tưởng rất hay. Thấy cái khe này không? Nó có đúng kích thước để giấu đồ luôn. Túi đựng snack bí mật. Thật sáng tạo. Xem điều kỳ diệu nhé. Anh bảo vệ.
cô nữa hả? Có mùi kẹo không nhỉ? Không thấy gì cả. Cảm ơn trời, vào đi. Mì gió nè. Sao cũng được. Yeah, ta đã trở lại rồi đây. Wow. Là Emily sao? Tớ đến đây. Và tớ có snack. Xem này. Đây là kho bí mật của tớ. Ta-da. Thấy không? Yeah. Và tớ có hai miếng. Tuyệt quá. Lúc nào cũng thèm ăn sô-cô-la cả. Ngon quá. Tiết này chán như con rán. Này, tập trung vào bài đi. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra toán. Mình chỉ đếm tiền thôi, chẳng gì khác. Chả quan tâm, mị còn đang bận đây. Mong là sẽ được điểm cao, mình đã ôn bài cả đêm. Không có trao đổi gì đâu nhé, bài của các em đây. Đây nè. Mình đã có người làm bài hộ rồi. Câu này dễ ợt. Tiền thật là hấp dẫn. Điểm cao này. Cảm ơn. Cô cũng cảm ơn em vì cái ô tô xịn nhé. Em về đây ạ. Câu này khó ghê á. Nhưng mình làm được rồi. Đã xong. Quả là không uổng số tiền bỏ ra. Này này, cô dì ơi, cô cầm đi này. Cảm ơn em. Đúng là trò tốn thời gian vô bổ. Ok, cô đã chấm bài của em. Ê dì à, em làm tốt lắm. Wow, A cộng ạ. À? Yeah, em cảm ơn. C á? À? Sao được? Này, tôi trả tiền mà làm thế à? Biết phải nói gì đây nhở? Bực hết cả mình luôn ý. Alo, bố ạ, à? Con cần một tên mọt mới. Cất sách vở vào hộc tủ của mình cái đã. Mình thực sự phải mua khóa thôi. Hả? Phòng bí mật á? Mình chưa từng thấy phòng này. Chà, để vào xem một lượt cái nào. Wow, trong này rộng quá. Nhìn âm cúng ghê. Ít ra mình cũng có chỗ đọc và học bài. Wow, ra là thế sao? Mình phải đến đây thường xuyên hơn mới được. Wow, chào Ellie. Tại sao? Làm như mình thèm nói chuyện với Justin ý. Chả hiểu cái mô tê gì ở đây. Thư giãn một chút nào. May mà mình có một chỗ riêng để nghỉ ngơi thư giãn. Bạn cần có thẻ vàng mới vào được. Thế này mới chuẩn nè. Thiên đường là đây. Đi chơi thôi nào. Kính VR nhìn hay ho ghê. Wow, nhìn y như thật ý. Mỏi ghê cơ, mình phải thư giãn thôi. Đây là phương pháp bảo mật hiện đại nhất. Cần tắc vôi náy mà. Ơn giời chị đây rồi. Xin mời ngồi. Trời phiền ghê, cứ nhất thiết phải nói chuyện hả? Tôi muốn được thư giãn hoàn toàn. Vâng ạ, em sẽ đắp mặt nạ cho chị nhé. Tiền không mua được tất cả, mà là rất nhiều tiền. Mặt nạ bằng vàng đấy. Làn da của chị đáng giá cả triệu đô la. Mà cũng đúng thôi, một tuyết mặt nạ vàng này có giá trị tương đương mà. Của cô đây. Yêu nghề quá đi. Sao cô còn ở đây? Đời phải thế này chứ. Bé con, may quá, con đây rồi. Mẹ có cái này cho con nè. Mẹ ơi, sao thế ạ? Mong là con thích cái này. Mẹ có vé đi công viên giải trí nè. Trời đất ơi, wow, mẹ à. Con xứng đáng mà Sophia. Hóng quá đi. Wow, đỉnh thực sự luôn. Ok, cho tôi hỏi cái, chị làm cái gì thế? Hai mẹ con đang làm khách hàng khác sợ đấy. Không sao đâu ạ, em có vé này. Vậy luôn. Xin đó, con bé đang chơi vui mà. Thôi nào, tôi năn nỉ đó. Cho hai mẹ con 5 phút đấy. Nhưng cấm mói. Nắng thật đi. Hôm nay đúng là một ngày hoàn hảo để cưỡi ngựa. Này gái, bé đã sẵn sàng chưa? Đừng di chuyển. Đi nào. Bình tĩnh nha bé. Như tụi mình luyện ấy. Đi chơi thế này mới thư thái chứ. Làm mình hết cả căng thẳng. Wow, bình tĩnh. Hầu gái đâu rồi? Cô gọi tôi ạ? Cô nghỉ phải không?
À, chắc cô cưỡi ngựa nãy giờ cũng mệt rồi. Tôi có nước ngọt cho cô đây ạ. Úi, mong là cô chủ không thấy. Của cô chủ đây ạ. Đây rồi. Uống gì đây nhỉ? Nước ngọt đi cho đã khát. Giờ đi đi, cô làm bé ngựa sợ á? Dạ vâng thưa cô. À, còn gì tuyệt hơn thế này nữa. Mình nên chụp hình luôn nhỉ? Tôi đang chụp thưa cô. Cô xinh lắm ạ. Tôi sẽ chụp đúng góc đẹp ạ. Dễ, góc nào tôi chả đẹp. Tôi tập tạo dáng dữ lắm đấy nha. Tôi biết mà, rất đẹp luôn. Ôm con ngựa đi ạ. Cô có tài thật đó. Ok, đủ rồi, đăng hình thôi. Tuyệt, cánh săn ảnh kìa. Họ lúc nào cũng theo đuôi. Mình không thể lên vũ trụ như người bình thường sao? Khó chịu thật sự. Thật mừng vì bố mua cho mình tên lửa mới. Cái hôm nọ cũ quá rồi. Lại còn chả có spa nữa. Thế, lái cái này làm sao ta? Wow, ngầu thật sự. Cực kỳ chill và yên tĩnh luôn. Đến lúc vui chơi rồi. Woohoo. Ái chà, sao lại dừng lại nhở? Mình bắt đầu thành thạo trò này rồi. Thật tuyệt khi có thời gian riêng tư. Mình có thể tập nhảy luôn nè. Wow, hơi chóng mặt rồi đấy. Mà rất vui luôn. Chơi thế này cả ngày cũng được. Chụp hình nào. Mấy nhỏ bạn thân thế nào cũng ghen tị lắm. Mình nên nuôi thú cưng ngoài hành tinh nữa nhở. Ồ, có trò này nè. Cách xịn nhất để trải răng á. Nhà sĩ sẽ tự hào về mình lắm đây. Wow, cảm ơn, các bạn là những khán giả tuyệt vời. Tôi yêu các bạn. Mọi người muốn tôi ký hết lên mấy tấm hình này sao? À, làm siêu sao thật mệt mỏi. Làm cho xong thôi nào. Chắc không bao giờ xong nổi quá. Ước gì có cách gì đó dễ hơn. Ừ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang làm việc nè con yêu. Không phải là máy bay riêng và kỳ nghỉ sang trọng ở bãi biển. Phải giúp mẹ mới được. Mình biết cách làm mẹ vui lên rồi. Mình sẽ trang trí mấy tấm hình của mẹ để mẹ biết mẹ đặc biệt như thế nào. Mickey, con đang làm gì vậy? Con cho mẹ thấy con yêu mẹ nhiều thế nào. Ồ, con yêu, dễ thương quá. Nhưng mẹ có ý này hay hơn. Con có thể vẽ lên đây luôn. Wow, thật ạ, cảm ơn mẹ. Mẹ sẽ nghỉ ngơi. Vui quá đi mất. Mình có thể làm việc này cả ngày. Không hiểu sao mẹ lại phàn nàn nữa. Gần xong. Đợi đã. Cái gì vậy? Hy vọng đây là nhà của Gina. Đây là ngôi nhà thứ tư mình vào rồi. À ha, thành công rồi. Hả? Ờ, chào nhóc. Chú muốn xem tác phẩm của cháu không? Sao lại không nhỉ? Đây là mẹ cháu. Con của Gina ký tặng giúp cô ấy. Đúng là một tin sốt dẻo. Chú cũng muốn có chữ ký chứ. Wow, đây là công việc dễ nhất từ trước tới nay. Cảm ơn nhóc, chú rất thích. Đây là tiền cháu kiếm được. Wow, nhiều tiền quá. Cảm ơn người lạ bí ẩn. Nếu còn chuyện gì thì gọi chú nhé. Mẹ ơi, nhìn này. Tiền sao? Đây là cách hay nhất để tỉnh dậy. Wow, nhìn đống chữ ký. Và số tiền này nè. Con là giỏi nhất. Mẹ có hình cho con ký nè. Cảm ơn mẹ. Mẹ thích tác phẩm của mình. Sẵn sàng live rồi. Ok, bắt đầu nào. Ừ, mình sắp trở thành ngôi sao. Chào mọi người. Đến lúc nấu một bữa hoành tráng rồi. Mickey sẽ là trợ lý của tôi. Hey, cháu ở đây. Con bé thích ánh đèn sân khấu. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm bánh kép. Chúng tôi đã có đủ nguyên liệu. Đầu tiên chúng tôi sẽ đổ bột vào một cái bát. Nướng bánh có cái gì đó rất thư giãn. Wow, trong này bụi quá. Mình không thấy đường. Tốt hơn rồi. Giờ bắt đầu trộn lên nhé. Như này nè. Con làm được. Mẹ nhìn này, con đang làm đây. Suýt quên những nguyên liệu khác. Tôi quay lại ngay. Ồ, cháu có ý này. Nhưng đó là bí mật. Trêu mẹ nào. Chúng ta sẽ thêm xà phòng vào hỗn hợp bánh kép. Mọi người đừng nói với mẹ nhé. Tôi đã có siro của con này Mickey. Chúng ta sẽ thêm nó vào tô bột. Mẹ không biết gì. Đợi đã, con phải đi lấy một thứ. Tôi sẽ giúp Mickey. Tôi sẽ thêm cái này vào tô của con bé. Bạn không cần nhiều đâu, nhưng mùi vị sẽ rất tuyệt.
cháu quay lại rồi đây và cháu có một nguyên liệu đặc biệt. Con có gì vậy? Không có gì ạ. Mình phải đi lấy dâu. Đây là cơ hội của mình. Có chuyện gì ở đây vậy? Mẹ ngửi thấy mùi nghịch ngợm và gì đó nữa. Phải là như vậy đúng không? Wow, nhìn ngon quá. Bỏ chúng vào hỗn hợp bánh kép. Con thích dâu. Mình có ý khác. Các bạn sẽ cần dâu tươi cho công thức này. Còn ớt cay thì sao ạ? Chỉ cần bỏ dâu vào tô, đơn giản vậy thôi. Ôi trời, mẹ không để ý. Buồn cười quá. Hy vọng mẹ thích chuột. Vào đây đi. Chuột. Mẹ sợ chuột. Cứu với. Mình đoán mẹ không thích động vật. Ok, bánh kép của chúng ta đã xong và nhìn rất ngon. Mùi thơm ghê. Vị thế nào vậy mẹ? Có gì đó sai. Cẩn thận, mũ của con. Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ mẹ không phải là người nướng bánh giỏi. Wow, nhiều người thích quá kìa mẹ ơi. Nhìn kìa, chúng ta nổi tiếng rồi. Wow, họ thích chúng ta. Nhớ like và đăng ký kênh nhé mọi người. Hẹn gặp lần sau. Chà, chúng ta có gì ở đây nào? Hả? Chào. Hey, đã đến lúc bỏ phiếu cho tiệc prom hả? Mình biết chắc chắn ai sẽ là vua. Bút của mình đâu rồi? Tốt lắm. Chắc chắn mình là lựa chọn tốt nhất. Gặp cậu sau nhé. Wow, cứ như mơ vậy. Wow, yikes. Gì đấy? Đã đến lúc bỏ phiếu cho tiệc prom hả? Ôi, thứ cũ kỹ này phải được đấy nhé. Thôi nào, đây là cây bút duy nhất mình có. Nhưng mình có mực. Ê, được này. Tốt quá, được rồi. Hào hứng ghê. Yêu mày. Sáng rồi sao? Mình ngủ như cún vậy. Của mình. Họ là mình ngủ sai tư thế rồi. Trời, có ai giúp không? Tôi có thể làm gì cho cậu? Cổ tôi đau quá. Không có gì mà massage không trị được. Wow, tốt quá. Thì đỡ hơn rồi. Ok, đủ rồi. Tôi dễ chịu hơn rồi. Tốt rồi. Ôi, là mình sao? Kinh quá. Mình cần trợ giúp. Cậu cần bàn chải đánh răng không? Tôi mang cho cậu 5 sự lựa chọn. Lựa chọn. Tôi chọn cái dát vàng. Tốt lắm. Và tôi có kèm đánh răng cậu thích nhất. Cười lên. Dễ chịu ghê. Gần xong rồi. Wow. Xong rồi. Cảm ơn. Bữa sáng của cậu. Wow. Anh đi được rồi, tôi không cần khán giả. Mấy giờ rồi nhỉ? Ngủ ngon ghê. Cái gì vậy trời? Chắc mình bị trẹo cổ hay gì rồi. Thôi kệ đi. Sao bàn chải đánh răng của mình lại ở đây? Tóc sao? Ew. Kinh quá. Ra đi. Hy vọng có đủ kem đánh răng. Răng miệng sắp sạch sẽ rồi đây. Đã sợ là sẽ có chuyện này mà. Thôi nào, phải dùng hai tay để nặn. Thôi nào, ra đi. Nào. Ta biết mẻ trong này mà. Thấy rồi. Yes, được rồi. Ta biết mày trong này mà. Ai cần bàn chải khi đã có ngón tay chứ. Xúc miệng thôi. Ê, mình quên trả tiền nữa hả? Trời. Còn chai nước thì sao nhỉ? Có còn hơn không? Xong rồi. Tuyệt vời.
Trông ổn đó. Gu của mình mắc tiền lắm đó. Thử phát nào. Hả? Gì vậy ta? Trong này có gì cứng cứng à? Wow! Nhìn viên kim cương to đùng này nè. Em yêu à, cho anh thực hiện điều tuyệt vời này nha. Ok. Vui quá đi mất. Nhớ chùm cóc đẹp của tôi nhé. Tôi đùa chút thôi, cóc nào trời đẹp má ơi. Cảm ơn. Tôi thích táo vàng lắm. Cái gì đây? Ôi trời, mình thích vàng. Wow, đúng là món ăn vặt mình thích rồi. Cảm ơn. Chà, vẫn là đồ ăn thôi. Cái gì? Thôi mình dọn dẹp vậy. Đường này thưa quý cô. Cưng quá, cái thảm hợp dây mình ghê. Chào, tôi tới rồi. Mọi người giơ máy ảnh sẵn sàng hết cả chưa? Ghế đây thưa cô. Chúng tôi đã làm ấm ghế rồi. Đừng hỏi cách nhá. Bút chì. Ok, bắt đầu bài thi thôi. Câu hỏi là gì? Từ từ thưa cô. Tôi hiểu thưa cô. Là 9. Đáp án là 9 ạ. Còn câu này? Đã rõ, chúng tôi cần câu trả lời. Ok, cảm ơn. Là tên cô ấy. Cô điền tên là được đó ạ. À phải, thế là xong rồi. Xuất sắc thưa cô chủ. Wow, lãng mạn quá đi. Tôi không thể một mình sao? Ok, để coi nào. Ok, đỉnh của chớp. A cộng nhé. Giờ lấy đi dùng cái. Chấm lại đi. Biến khỏi đi mau. Này cô giáo, đừng để tôi làm to chuyện nhé. Nếu anh nói thế thì... Chờ chút. Nhanh cái tay lên. Vậy mới đúng chứ. Chúc mừng cô chủ. Tuyệt, mình thông minh ghê. Thưa cô, mũ đây. Đừng làm xấu tóc tôi. Cô vừa đẹp vừa thông minh đó ạ. Tự hào ghê. Chúc mừng cô chủ ạ. Đỉnh của chép luôn. Cười nè. Ok, đến giờ thi rồi. Ghế đâu ta? À, đây rồi. Không thoải mái cho lắm nhưng cũng tạm. Chuẩn bị sẵn sàng thôi. Vậy sao viết? Sao lúc nào mình cũng xui thế nhỉ? May mà cái cây này ở đây á. Có lẽ sẽ ngon lành nè. Mong vậy. Có viết được cái gì đâu. Thôi nào. Hay trà lên giấy thử nhỉ. Tuyệt vời. Thôi rồi, dính luôn vào bàn mới ghê. Sao lại xảy ra vào lúc này chứ? Hay kéo tờ giấy ra xem sao nhỉ. Bực hết của mình á. Thôi phải mang cái bàn đi vậy. Mình phải tập gym thường xuyên hơn thôi. Em làm xong rồi ạ. Làm giáo viên đúng là khổ. Đưa đây cô xem nào. Tốt lắm. A trừ nhé. Giờ biến khỏi đây mau. Wow, điểm này cao nha. Nặng dã man. Wow, may mà mình học bài nha. Trời, ngồi sư vào thùng rác rồi. Xấu hổ chết đi được. Xong rồi thưa cô. Cảm ơn. Quên gì hả má? Ổn rồi đó. Chả biết sao mình phải thi luôn. Mình giàu mà. Có gì đâu mà khó. Xong nhé. Mình sẽ trở lại. Nữa trời. Chào cục cưng. Xin chào. Đẹp trai quá vậy ta. Em sẽ được A cộng. Trời ơi, mắc ói quá đi. Đang tỏ tình đó à? Để cô coi nào. Tệ quá. Nhưng em thì được điểm cao nha. Dạ rồi thưa cô. Gì vậy? Trả lại zoom. Nhớ cô quá à. Sử dụng với. Có lẽ cái này sẽ khiến cô ấy đuổi ý ạ. Tặng cô cả đấy. Tôi chả cần. Nhiều quá ta. Cho cô xin. Wow, chắc nghề giáo cũng không tới nỗi nào nhỉ. Chào tóc vàng, muốn giúp cô tiêu mỡ này không? Em bận ạ. Tùy em thôi. Sửa điểm thì dễ ớt ấy mà. Thế là xong, A cộng. Chờ nhé. Cô có cái này cho em nè. Đừng đi đâu nhé, không lại bị phạt đấy.
của em đây. Cảm ơn. Điểm thế nào rồi? Ngon lành rồi. Xịn sờ. Cái gì đây? Chà, chắc mình nên gọi nhỉ. Dạo này cô đơn quá. Ê, tập trung coi. Úi. Cô ổn chứ? Thôi nào, tụi mình trễ rồi. Tớ biết mà, khổ quá. Ồ, vòng cổ của mình. Xinh dã man, mình đeo siêu hợp ý. Khoan, tớ làm được. Được rồi, nhưng cần gì thì cứ gọi tớ. Tớ nghĩ tớ có thể đeo mà. Cứ từ từ, cháo nó mới như. Wow, cái móc này nhỏ tí nị luôn. Mình chỉ cần kéo căng chuỗi dây ra thôi. Nó tấn công mình này. Để tớ giúp nhé. Khỏi, không làm được thì đội quần mất. Tớ làm được mà. Sao nó lại làm thế với mình chứ? Mình muốn đau cả đầu luôn. Khó quá đi mất thôi. Rồi ạ. Khoan. Khoan. Bực thật. Ok. Nhớ lại lớp tập yoga nào. Hít thở. Tìm ra khoảnh khắc thiền định. Nghĩ về một nơi hạnh phúc. Tuyệt hơn rồi. Thử lại lần nữa đi. Xem nào. Chúc may mắn. Làm được rồi. Tớ làm được thật này. Tuyệt quá. Ok, nhưng tớ đeo vào đây. Chắc chắn là dễ hơn cho xem. Đợi một chút nhá. Hả? Không. Wow. Trúng ngay đầu luôn. Để tớ. Rồi, mời cậu. Biết ngay là xinh lắm mà. Ok, tớ sẵn sàng rồi. Có nhiều việc phải làm quá đi à? Mình sẽ trả lời email này trước. Phải tập trung làm việc nha. Làm sao để gõ chữ với móng dài đây? Khoan đã, mình cần biết gì đó. Sao không mở sổ ra được ta? Được rồi, may quá. Ở yên đó đi. Cậu đang làm gì đấy? Tớ viết lại vài thứ thôi à? Đang cố gắng lắm đây này. Rơi bút sư rồi. Thôi thì đánh trên láp cho rồi. Khoan đã, bị gì rồi? Khoan, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vâng, tôi sẽ gửi tài liệu tới sớm thôi. Dừng lại đi, sao lại bị thế cơ chứ? Không, nó gửi ảnh tới crush của tớ. Thu hồi đi. Mình ghét công nghệ quá. Phải làm sao đây, xấu hổ xỉu luôn. Và thế là hết. Thôi, quên chuyện ấy đi. Mình phải gọi điện cơ đã. Như vậy mình sẽ đỡ buồn hơn. Thôi rồi, đừng rơi mà. Bất công dã man. Sao cậu ấy làm hay vậy? Nhìn cậu ấy kìa. Chào gái, hôm nào đi ăn chơi nhá. Tớ cũng không bận làm ý. Xin chào, vâng, tớ muốn đặt lịch làm móng. Tớ chỉ cần ký tên mấy cái giấy tờ thôi là xong. Nhìn cứ bị đơn giản cực kỳ. Ok, tớ sẽ gửi ngay vào luôn. Cậu ấy làm được thì mình cũng thế. Làm móng tay, đừng để chị thất vọng. Triển luôn thôi. Mình cũng đa nhiệm được mà. Hoàn đã, Sky bị hâm hấp rồi. Được rồi nè. Hình như mình bị nhầm nhọt gì rồi. Mình nghĩ cứ từ từ thôi cũng được. Chả hiểu sao lại bị vậy luôn. Ra đây mà xem cậu ấy. Nhìn kỳ cục lắm. Cơ mà mình phải làm việc nữa. Chai dưỡng ẩm này đỉnh ghê. Tay mình mềm xỉu luôn. Trông đường nhỉ. Nhưng tớ cũng có nhé. Đây là loại kem xịn nhất của đất đá nha. Người nổi tiếng nào cũng có một loại hết. Phải lấy kem bằng móng tay hả? Nói thật lòng thì tớ cảm thấy ghê quá. Phải thoa lên da chứ bạn mình. Tớ biết mà. Xem nhé. Dùng móng như vậy để lấy nè. Đơn giản như đang dỡ mà. Thích màu của bảng này ghê trời. Từ từ thôi, không phải vội. Làm như mình thông minh lắm ấy. Mà thế này đơn giản thật. Úi, móng tay cao phải mặt rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả. Âu. Cậu lại làm sao nữa đấy. Thôi sợ quá rồi, dùng cái cọ này xừ đi.
ngon lành nhá. Thế này tuyệt hơn và đỡ nguy hiểm hơn ý. Biết ngay là sẽ bị vậy mà. Cũng hơi lâu xíu nhưng tớ trang điểm xong rồi. Sắp sẵn sàng nè. Ôi trời, thể nào cũng toang cho xem. Dũng cảm nào, không được sợ. Sao mình lại nghĩ rằng móng dài sẽ hay ho vậy ta? Ok, chị không muốn gặp rắc rối nữa đâu nhé, nghe chưa? Mình làm được mà. Hay là mình nên... không... thử cách này đi. Không có mi giả thì sao mà đẹp nổi. Đấy, đơn giản thôi. Giờ đến bên kia nè. Nhìn được phết. Đừng bình luận nha. Chơi thử nào. Chuẩn luôn. Hả? Đừng đối xử với tôi thế chứ. Đợi thôi chứ biết sao giờ. Vẫn chậm nè. Mấy giờ rồi vậy? 2% à? Ồ, lừa đảo chưa kìa. Quả nhân vật đại diện này nhạt nhẽo quá. Bộ này chẳng hợp tẹo nào. Đâu rồi ta? Đây. Alo, tới làm việc ngay đấy nhá. Gái gặp sự cố thời trang à? Ok, đưa đây nào. Bắt tay vào việc thôi. Bắt đầu với các phụ kiện lấp lánh nhé. Này, đừng có đụng vào tóc em nữa. Cho nhân vật game cơ. Chế chả hiểu em đang nghĩ gì nữa. Chế ngừng nói được không? Giật cả mình. Đây này, giúp cô ấy đi. Để chế xem làm được gì nào. Trông được này. Nhìn trầu nhở. Coi quá không vậy? Có lẽ cô ấy cần vũ khí nữa mới hợp. Không hợp lắm. Đúng rồi, chuẩn. Hoàn hảo luôn mà. Wow, đẹp xuất sắc. Em đến chơi à? Chế hiểu rồi. Nhân vật này thiếu gì nhở? Mình chẳng có nhiều lựa chọn lắm. Cậu ta nhìn cũng mệt cơm. Đi nghỉ chút thôi. Này, chú ơi. Chú ơi, lại đây cho bảo. Chú á. Cháu đang làm cái này nè. Nhìn cậu ấy cứ chán chán đó chú. Chú thích kiểu này không? Được rồi. Cầm búa nhìn ngầu nhờ. Sao ạ? Không. Cầm chảo thì sao? Chắc lắm. Chuẩn. Đúng rồi. Chú giúp cháu nhiều lắm luôn đấy. Ew, chú đi được rồi ạ. Xử nó đi. Nhanh nhanh, sắp bắt được hắn rồi. Ủa, khoan đã. Mới mua mà đã hỏng rồi sao? Chán như con rán. Chú ơi, cho cháu tai nghe mới. Mẫu mới nạm kim cương đây thưa cô. Wow, đẹp, ngất ngây luôn. Wow, âm thanh ba chiều y như thật này. Cảm ơn chú. Ok, cho chú lùi đấy. Yay. Ổn rồi. Ủa, sao chẳng nghe thấy gì? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tai nghe của mình muốn về hưu rồi. Hy vọng vẫn còn nha. Bingo, đúng là thông minh mà. Yep, xin chào tai nghe cốc của tôi này cả nhà. Alo. Yeah, hay lắm, cố lên nào. Né con tàu vũ trụ đã ra đi. Hả? Bọn người ngoài hành tinh đầu bò này.
Hình như mình chơi hăng quá rồi. Đau ơi là đau ý. Phải gọi trợ giúp thôi. Gọi ai bây giờ? Nhân viên massage. Chị ơi, tới giúp em với. Cần phép màu chữa lành của chị hả? Em bấm nhiều xương hết ngón tay này. Có ngay dịch vụ chăm sóc đây. Bắt đầu nhá. À, dễ chịu phải không nào? Ngón tay em sẽ được đoàn tụ với chuột ngay thôi. Đỡ chưa? Tuyệt vời ạ. Mọi người nói chị có bàn tay thần đấy. Đúng là bình thường lại rồi này. Cảm ơn chị. Chơi tiếp đi cái. Nhanh nào, xuống đó đi. Chuẩn, có thế chứ lại. Yeah, bắt đi. Chết cha, sao mà nhức quá trời vậy. Mong là không bị gãy. Đúng rồi, tay không ổn thì dùng chân thôi. Chân nhấn cũng nhanh không kém nha. Ngón tay đau không thể cản bước nhà vô địch này đâu. Hay đấy, chuẩn. Xe ôm cua khét lẹt kìa. Wow, cứ phải gọi là nét căng. Mình cũng có thể lái đấy nhở. Chuẩn, đã có đủ trang thiết bị rồi. Xem mũ bảo hiểm ngầu chưa này. Ok, lái em xe chất chơi này nào. Bye bye. Không ngờ điều khiển xe đua lại khó thế nhở. Cố lên nào. Đã bảo là sẽ làm được mà. Wow, con đường này nhiều gió quá. Wow, tên đó ở đâu ra vậy? Không, tóm được rồi. Suýt thì đi đầu nhà ma. À đúng, đã chơi là phải như thật chứ. Cảm giác y như cầm vô lăng đây. Đã quá. Bíp bíp, nước rơi này cả nhà ơi. Này, ai lấy bệ ngồi bồn cầu rồi? Jared. Úi, phải vắn thôi. Tối nay qua nhà tớ dự tiệc nhé. Tiệc cháy lắm luôn đấy. Hai mấy nàng. Tránh ra đi. Chắc họ không thấy mình thôi. Kính đâu mất rồi ta? Xin chào, có ai không giúp tớ với? Ánh sáng gì vậy? Của cậu hả? Khoan đã. Cầm lấy nhanh hộ cái. Không tin nổi là mình cầm thứ đó. Phải khử trùng mới được. Ổn hơn rồi. Wow, mọi người ơi. Ellie, mình chụp ảnh đi. Cười nào. Đó, các cậu là tuyệt nhất quả đất. Hả? Có chuyện gì vậy? Trực thăng sao? Ai vậy trời? Cảm ơn anh phi công. Rất vui được gặp các cậu. Giàu cỡ này cũng không dễ thở đâu. Chỉ chứ. Này, em đang làm gì thế? Em đang thử kiểu trang điểm mới, nhưng em hết son mất rồi. Xin lỗi em yêu, anh thì hết tiền rồi. Nhưng anh có bút màu đỏ này, chắc em dùng nó được đấy. Khoan, mình có ý này hay hơn. Phải lục tủ lạnh mới được. Mình cần một vài thứ. Wow, chúng ta cần phải đi shopping á. À, đúng thứ mình cần rồi. Em biết không, cái này ổn á. Khi nói đến trang điểm thì mình hơi bị giỏi luôn. Anh làm snack cho em sao? Cứ từ từ. Này là cho môi. À, ok. Để em thử xem sao. Hiệu quả này. Nhìn được đấy. Và giờ em sẽ thử củ dền. Chà nó vào để tạo ra nước này. Sau đó chà nó lên má của mình. Ai cần phấn má hồng chứ. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào lắm đây. Anh ở rau củ đấy hữu ích đến thế cơ chứ. Của em mà, đừng ăn cái này. Ừ, cảm thấy mệt ghê. Mình ghét bị ốm. Hết khăn giấy mất tiêu rồi. Chán chưa, không biết bị gì nữa. À chê. Em phải làm mọi thứ sao? Em có cách để sửa rồi. Cắm tampon vào mũi này. Chưa gì đã ổn hơn rồi đấy. Cảm ơn em yêu. Không được bao lâu cả. Đừng lo, em sẽ hút dỉ mũi ra. Thôi đi. Không được đâu mà.
Giờ phải làm sao ta? Mình cần cái gì đó để lau mũi. Mà gì ta? Dùng tiền cũng được, có 20 đô thôi mà. Khoan, mình có cách rồi này. Chỉ cần gấp tờ tiền này thôi, như vậy này, sau đó gài nó lên mũi. Cái này để làm gì vậy vợ? Ôi, nó hứng nước mũi á? Đúng như em tính luôn, tiền có thể xử lý mọi thứ. Anh cảm thấy khỏe hơn rồi. Đúng là tồi tệ. Mình cần thêm khăn giấy. Dùng hết rồi còn đâu. Liam, em cần thêm giấy. Chúng ta không có, nhưng cứ để anh. Dùng giấy báo đi em yêu. Anh yêu dễ thương ghê. Đã đến lúc xử lý chuyện riêng rồi. Đáng lẽ mình không nên ăn cái bánh bị vứt đi đó. Sao mà mình chảy nhiều nước mũi vậy? Ôi không, dùng hết báo luôn rồi. Liam, thêm khăn giấy sao? Ok. Không biết là em có thể dùng giấy vệ sinh này, nhưng anh có ý hay lắm, đừng di chuyển. Đấy, thế là nó luôn ở cạnh em. Wow, anh thông minh ghê. Vụ này hay đấy. Đẹp trai và thông minh, mình đúng là hoàn hảo. Mà quên, khoan đã, anh cần chút giấy vệ sinh. Anh lấy đi. Và đến lúc xả nước rồi. Em bị ốm nhưng em vẫn ngửi thấy đấy nhé. Chế ơi, chế tới rồi hả? Chế có mấy cái váy cưới sang xịn mịn cho cưng đây. Chế tự may hết đấy nha. Để chế nhìn cưng xíu nào. Sao nè, chế tìm được rồi. Hai bộ này hợp với cưng nhất đấy. Wow, xịn quá ta. Em muốn mặc thử lắm rồi. Không biết nữa. Thế làm sao ấy? Em không thích ạ. Thế còn cái nào không? Nhưng hay là cái này? Nhìn thật tinh tế, y như em vậy. Chế biết, tuyệt lắm phải không? Không. Thật luôn đó hả? Ok, còn bộ này nữa. Chế làm nó bữa giờ rồi đấy. Chế rất tự hào. Nó cũng ổn, tạm được, nhưng không xứng với tầm của em. Thôi, cất giùm đi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chỉ còn một cái nữa thôi. Vậy là cô ta muốn mặc đồ mắc tiền hả? Mình sẽ sửa cái này thật nhanh. Sửa giá ấy mà. Thêm số 1 vào nhé. Chế nghĩ em sẽ thích đấy. Cưng thấy sao? Nó chờ chút đã. Bao nhiêu cơ? Cho em xem đã. Em rất thích. Em mua luôn. Chế đúng là đỉnh. Cảm ơn. Chào nhé. Cái váy cưới này ổn không ta? Không biết nữa. Nhìn cứ bị không hợp ấy. Mình còn không có khăn chùm. Chắc là dùng giấy vệ sinh được nhỉ? Sao nhỉ? Nhìn sảng ghê. Túi rác làm váy có thêm màu mè nè. Mình đang làm gì vậy chứ? Cởi ra cho rồi. Này, anh về rồi, bé cưng. Không biết dưới lồng có gì nhỉ? Đến lúc ăn sáng rồi đó. Đói dã man. Trứng chưa chế biến à? Mình thường sẽ có người nấu cho mình á. Mình làm sao mà nhớ được công thức cơ chứ? Eo ơi, muốn làm mình lạnh sống lưng nhỉ? Sách nấu ăn hả? Như vậy mới đúng gu mình nha. Chắc mình làm được nè. Và đập. Bừa bộn hơn mình nghĩ xíu. Khổ ghê, chắc phải thuê người làm thôi. Ví dụ như ông anh kia, anh thấy sao nào? Được rồi. Mấy quả trứng này hả? Đợi tôi chút xíu nha. Chuẩn không cần chỉnh. Trứng tươi đến đây. Ôi, để coi. Gì? Sao nhẹ thế? Không có trứng trong này. Ai lấy ra hay sao vậy? Gì? Cô nghĩ tôi làm hay sao? Khoan, tự nhiên mình nghĩ ra cái này nè. Vậy à, cái gì thế? Chỉ cần chút trợ giúp thôi nha. Giờ xem tới biểu diễn ảo thuật này. Chỉ cần rắc gelatin vào nước thôi. Khi đã xong cả 4 chén, thì khuấy kỹ và thêm chút màu vào. Bạn có thể làm những sắc khác nhau đó nha.
chỉ cần khuấy đều thật đều thôi. Tuyệt, giờ dùng xi lanh hút lên nè. Đỉnh của chớp. Cái gì? Và rót vào quả trứng nha. Xong. Giờ cho trứng vào trong tủ lạnh nhé. Ai cần tiền nào? Tôi sẵn sàng từ trong trứng đó. Xem mà hỏng hỏi nè. Giờ mình đã phủ miếng ni lông lên ly rồi. Đập trứng vào nhé. Trứng không dính phải ly luôn nhé. Giờ nhấc các góc lên thế này. Và cẩn thận lấy trứng ra khỏi ly. Xoắn miếng ni lông để cố định. Rồi dùng kẹp giấy để đóng lại. Quá hoàn hảo. Giờ lấy cái túi ra và cho vào nồi nước sôi nhé. Hình như chín rồi đấy. Khi đã cho vào đĩa thì cắt miếng ni lông ra nhé. Và thêm gia vị bạn thích vào. Cắt bé trứng này nào. À, quả trứng lòng đào này mới bá cháy làm sao. Để xem có gì ăn không nào. Đây rồi. Wow, nhìn này cả nhà. Mấy quả trứng này rực rỡ ghê. Yay. Xem trứng chất như nước cắt của tớ này. Gì? Đó là trứng thật sao? Chào cưng. Sao nè? Đừng lo, cứ để tôi. Wow, cả hai món đều rất hay ho. Wow, tuyệt quá đi mất. Còn phần thưởng thì hương vị chiến thắng thích ghê. Tớ trước. Là liệu hả ta? Loại quả này sang chảnh thực sự. Sang chảnh hả? Hâm thấy ớn. Một quả dưa hấu khổng lồ á? Mình phải làm gì với cái này? Hả? Hết rồi. Chờ chút nào. Này các nàng, đã đến lúc làm chút nước ép rồi đó. Các nàng thấy sao? Chỗ này không tự mát hơn đâu. Đồng hồ đã điểm rồi đấy. Có tính giờ luôn hả? Chế nào. Vậy à. Thế thì làm nước. Hơi bị cứng đó nha. May mà dao của tụi mình sắc. Chuẩn nghĩ lên rồi. Trời ơi, gì nữa? Có miếng nước nào không vậy? Tớ có dụng cụ khuấy siêu tiện lợi nè. Bắt đầu đây. Được rồi này. Cứ chống mắt lên mà xem. Hả? Mình phải nhanh tay hơn. Thôi nào, đánh nhanh lên giùm tôi. Bó tay chấm com. Cơ mà. Chỉ cần lấy hết hạt ra thôi. Nè. Wow, thơm phết đấy nhỉ. Đó là tại vì nước trái cây sắp xong rồi. Phải giữ cho tươi nhá. Vậy là ngon lành. Tớ thì chưa xong lắm. Khi các hạt đã được cho vào xi lanh thì cuộc vui sẽ bắt đầu. Thêm cái vòi này nữa nè. Phải nhanh tay để đánh bại nhỏ đó. Đấy. Ok, rót nước cho tôi nào. Sẵn sàng chưa? Chà, rồi nè. Tớ cũng xong rồi. Khát nước quá đi mất. Khoan, hai cô uống hết nước của tôi rồi. Ngọt xỉu. Phử, hết nhá. Trẻ còn giọt nào luôn. Chúng tôi đã uống cạn rồi. Thế thì hai cô đều thua nhá. Kệ anh chứ. Ok, lần này tớ mở trước á. Sao mà tớ được vọng quá không biết. Đây là quả dưa chán nhất mình từng thấy á. Của cậu thì sao nhỉ? Chà, tớ thì khác chút. Cơ mà chắc cũng làm được món gì đó ngon á. Tớ thách cậu xong đấu nè. Vui mà. Thôi đi hai má ơi. Đừng đùa nữa giúp tôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sushi. Món tôi thích đó. Tôi cũng thế. Nè. Mình phải đi order món thôi. Hoàn hảo. Đợi tôi chút nha. Bắt đầu chặt nào. Không được rồi. Mình chả biết làm gì luôn.
Cô hâm thần đấy Mia. Nhưng như vậy thì mình có thời gian để bày món. Dù sao thì sushi cũng cần trang trí lắm á. Tươi ra gió luôn. Ừ, mặn phết. Uầy, sao cậu làm hay thế? Giờ cậu làm gì vậy? Chỉ cần cắt chút thôi à. Khi cắt xong hai đầu thì lấy phần lõi ra nè. Ổn áp đó. Nhìn rất là được luôn. Lạ quá. Và rồi nhét xúc xích vào ngay đây nha. Thấy chưa? Vừa như in. Cũng dễ cắt quá ha. Chỉ cần làm một thứ nữa thôi. Ăn mấy bé xinh này nào. Tôi xin phép dùng cái này nhé. Rồi sao? Cái gì mạ vàng cũng ngon hết à. Wow, trung đỉnh hơn hẳn nhờ. Bữa ăn tranh xả nhất thế giới, anh thích không? Tôi phải thừa nhận là rất ấn tượng đấy. Nhưng ai thắng vậy ạ? Cả hai đều cực kỳ độc đáo. Tôi phải nếm thử cái đã. Cái này có mùi rất lạ nha. Không biết nữa, thế còn món này? Vậy ạ, món nào ạ? Wow, món mạ vàng chiến thắng nhé. Chúc mừng, nữ vị giác không lừa ai bao giờ. Hồi hộp quá. Mi nè. Con của mình. Đồ ăn người nghèo. Cô này ăn luôn đĩa đó hay sao? Đừng có mơ nhé, vì cô phải thực hiện thử thách này nè. Chuẩn không cần chỉnh. Em ơi, cậu có nhai không đấy? Nghĩ phát xem nào. À, đúng rồi. Cậu ta làm gì bên kia thế? Mình làm món này ở nhà mãi mà. Chỉ cần đổ mì vào máy làm bánh quế thôi. Thế lạ phải không? Nhưng tin tớ đi, sẽ đỉnh lắm má. Đừng chừa lại chút mì nào nhé. Và khi đã xong thì đóng nắp lại để máy chế biến. Và trong chớp mắt là bạn đã có món mì giòn hoàn hảo rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Và nếu nó không bị vỡ ra thì bạn đã làm đúng rồi. Wow, nhìn đẹp quá phải không? Cái quỷ dị gì vậy trời? Mình có thể làm món mì ngon hơn nhiều. Đương nhiên rồi, nguyên liệu bí mật nè. Ai cũng thích topping hết á. Giờ xem nó lấp lánh nè, như là năm mới trên đĩa đồ ăn vậy. Và chi tiết cuối cùng nè, bạn thân của con gái đó nha. Phải bào như vậy mới nhiều được nè. Xin chào mì óng ánh. Đỉnh quá à. Anh muốn ăn món này không? Mì giòn á? Món của cậu ta không thắng nổi đâu. Nhìn bữa tiệc trên đĩa này nè. Khó thật đấy, nhưng có lẽ tôi sẽ cho điểm. Cả hai. Oh yeah. Món của mình đắt hơn nhiều nhưng thôi kệ đi. Giờ thư giãn thôi. Mình thèm uống món nước ngọt này lắm rồi. Cẩn thận nè, không thể để gãy móng được. Sao khó quá vậy ta? Hả? Móng của mình? Nó bung ra luôn rồi. Sao không mở được thế này? Thôi tí nữa rồi xử vậy. Nữa hả má? Mình không thể làm gãy cái móng nào nữa. Dùng răng cho rồi. Chả được đâu má ơi. Có cách rồi. Dùng cái nhíp cũng được đó. Nếu mình chọc vào. Ôi không. Đừng bị gì nha. Chán chưa, lại bị gãy móng rồi. Móng gãy nè. Thôi để tí nữa dán nó lại xem sao. Mình sẽ dùng bút chì để mở nắp lon ra. Chắc sẽ hiệu quả mà nhỉ. Ôi là trời, không hiểu làm sao luôn. Mình chỉ muốn uống nước ngọt và có móng xinh thôi mà. Chào cậu. Đừng cầm một chút răng rồi. Nhìn tệ thật. Chà, còn nữa cơ. Rồi ơi, muốn xỉu ngang. Thật khủng khiếp ấy. Tớ lỡ tay thôi mà. Sao lại thế? Tớ chỉ muốn uống nước ngọt thôi. Đưa đây nào. Xem mà học hỏi nè. Dùng đồ buộc tóc nhé. Nhét nó dưới cái khoen và kéo ra. Và thế là lon nước sẽ mở. Wow. Ít nhất thì mình cũng được uống rồi. Úi. Của cậu này. Cảm ơn nha, khổ ghê. Mình cũng đang thèm. Xin chào, tôi muốn gọi 2 ly cà phê đá. Tuyệt, cảm ơn nhé. Người ta đang giao rồi đó, đưa tiền cho tớ. Sáng lúc nào tớ cũng phải trả tiền thế hả? Rồi nhé, nhưng lần sau cậu phải bao đấy. Vậy chắc đủ rồi ha.
đừng di chuyển, sắp được rồi. Để tớ, được rồi. Bình tĩnh. Úi, cậu có thấy nó lan đi đâu không? Đừng nhào lên người tớ xem nào. À, thấy rồi. Không, ở yên đó. Đồng xu này đáng ghét thế không biết. Hình như cố tình hay sao ấy. À, mình không thể cầm nó lên được. Mình đang mơ hay sao vậy? Ok, lần cuối này. Kỳ cục quá đi. Ê, quay lại đây. À ha, được rồi nhỉ. Wow, nó chạy trốn xa quá. Nếu như mình cầm nó lên. Không. Mệt mỏi thật sự ấy. Chào. Cà phê của khách hàng nào đây ạ? À, đợi tớ chút xíu. Khó đến thế luôn hả má? Sao cậu không chỉ tớ từ trước? Thế, hai cô nhận cà phê giùm tôi nhé. Để đấy thôi. Còn tiền nữa. Vậy thôi á? Cảm ơn nhiều nha. Wow. Không, không có gì đâu. Móng tay đẹp quá đi. Chuẩn rồi. Đã cái nư ghê. Wow, được như thế thì thích lắm nhỉ. Này. À nhờ, bye. Lạ lùng ghê. Nếu bạn siêu giàu, bạn sẽ có gì trong danh sách mua sắm? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé. Chào mừng con đến với nhà mới. Tất cả là cho con sao? Wow, con chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bánh như vậy. Đợi đến khi con thấy cái này đi. Thật không ạ? Wow. Đừng lo, con gấu không sao, còn đỡ nữa rồi. Đến lúc biểu diễn rồi. Bắt đầu thôi. Ui, tôi nhận nuôi một đứa con gái. Nó rất bốc mùi, la la la. Wow, bắt tay đấy. Chào mẹ. Psst, ở bên này. Ngạc nhiên chưa? Xem con vẽ gì nè. Mẹ ơi. Ui. Phải làm mẹ để ý mới được. Mình phải trốn kỹ. Chim sẻ gọi đại bàng. Kích hoạt giao thức im lặng là vàng. Oh yeah, quay lên. Anh đi với tôi. Bắt được anh ấy rồi, đúng như kế hoạch. Đây là lúc mình tỏa sáng. Wow, nặng quá. Tay của mình. Cái gì vậy? Mickey. Không khó lắm nhỉ. Oh, chào mẹ, con là thành viên mới trong ban nhạc của mẹ, hay đúng không ạ? Dừng lại đi. Mẹ nghĩ tay mẹ chảy máu rồi. Dừng lại đi. Mẹ nhìn này, con đang gảy đàn dây. Áo. Có bình thường không vậy? Ouchie, phỏng rồi. Sao vậy Mickey, mẹ quay lại ngay. Đợi đã, không sao ạ. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Ồ, có vẻ mọi thứ vẫn đang được kiểm soát. Thế mẹ nghĩ con có năng khiếu không? Chắc rồi, sao không thứ. Maracas nhá, cái này hợp với con hơn này. Nhìn hay đấy. Quẩy thôi. Con đang đùa hả? Có lẽ âm nhạc không dành cho con, nhưng tối nay mình có buổi biểu diễn. Xin chào New York. Ôi trời ơi, tôi yêu cô Gina. Tôi muốn giới thiệu con gái tôi. Tối nay nó sẽ chơi trong ban nhạc. Wow, xin chào. Maracas bị sao rồi hả? Sẽ không sao đâu, con có tập luyện mà. Wow, con bé có tài năng thiên bẩm. Oh yeah. Woohoo, đây là bữa tối tuyệt nhất. Sha-la-la-la-la. Tuyệt quá. Diễn solo nào. Áo, dừng lại. Cái gì vậy? Boo. Chắc chắn mình sẽ đăng cái này. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi mẹ, con đã cố gắng hết sức. Nhưng con vẫn có thể xử lý. Mẹ, nhìn này, chúng ta có thể dùng điện thoại. Ý kiến hay đấy, tôi cần một cái điện thoại. Hả? Chỉ vậy? Hãy tin tôi, đưa nó đây. Ôi trời, Gina cầm điện thoại của mình. Tiếp tục buổi biểu diễn nào. Mẹ làm được mà, chỉ cần guitar thôi. Oh yeah, la 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 la. Wow, cô ấy có giọng hát như thiên thần vậy. Gina, Gina, Gina. Oh yeah, mình là ngôi sao nhạc rock. Tối thức mà, đến giờ rồi sao? Cô ơi, dậy dùng cái đi. Chào buổi sáng thưa cô chủ. Chào buổi sáng. Ngủ ngon quá má ơi. Trứng vàng đã dậy. Chúng ta bắt đầu nhé.
ok. Chuyển đi. Chào buổi sáng. Chơi nào. Bắt đầu. Sao lại vẫy que thế hả? Đừng đứng đó nữa, thấp xuống. Đánh cây guitar nhỏ bé đáng yêu đấy đi. Anh biết đây là violin mà phải không? À, tuyệt vời. Lạ lùng ghê. Tuyệt vời. À, làm nhớ ngày xưa ghê. Đúng rồi, nhẹ nhàng, tình cảm. Mình học nhạc cổ điển mà phải làm vậy sao? Và thêm ban nhạc nữa. Uầy, hay thế nhỏ. Xinh đẹp quá đi. Tiếp tục đi. Giờ quẩy. Figaro, Figaro, pizza, lasagna. Rất là đã cái nước của tôi. Các bé xứng đáng món này đấy. Rất là chỉn chu. Đúng là dân chuyên rồi. Tiền của tôi đâu? Và đã xong. Cảm ơn. Quá là tuyệt vời. Bye. Ổn áp nhá. Tôi xin phép trang điểm cho cô nhé. Đừng di chuyển nha. Cảm ơn. Tôi thấy rất xinh đẹp. Mày quen thích tôi lắm. Ồ này. Xem đây nè. Buổi sáng thú vị ghê. Buồn ngủ rồi. Nướng thôi. Ngủ ngon thôi cô. Để tôi đắp chăn cho nhé. Làm suốt cả ngày. Đến lúc thật rồi. Hôm nay ngủ ngon thực sự luôn. Đồng hồ tắt đi. Chị cần chút đèn đóm nha. Lại một ngày nữa và mình vẫn giàu. Thật là tuyệt. Mình nên ăn món gì vào bữa sáng ta? Thôi. Còn gì nữa nhỉ? Thôi. Nhìn tuyệt quá. Món này đi. Ngon dã man con ngan. Tuyệt cú mèo luôn. Ăn đủ rồi nè. Dọn đi giúp tôi. Ok, chọn đồ đẹp thôi. Mình nên mặc gì ta? Dẹp đi. Cưng thế. Lấy bộ này. Đây à. Cảm ơn. Mình có gu dã man. Nhìn tuyệt quá à. Đến lúc chăm chút bản thân thôi. Cũng không lâu lắm đâu. Mình thích đẹp tự nhiên à. Làm tóc thôi. Đây ạ. Cảm ơn. Hình như mình xong rồi. Mình cần tiền tiêu vặt nữa. Xem đây này. Mình thích mùi tiền lắm. Giờ gác câu. Này, công chúa ngủ trong giường. Dậy đi. Cẩn thận tóc mẹ. Con đói quá à. Con thì lúc nào cũng đói. Đây này. Cái gì vậy? Ăn cho hết nha. Như vậy mới khỏe mạnh được. Đây mà là đồ ăn sao? Thôi mình chịu đấy. Mình thích làm VIP ghê. Dịch vụ đỉnh lắm. Chào cô. Cảm ơn. Nấu nướng cho cô chính là vinh dự của tôi. Để xem có ngon không nhé. Đây là những nguyên liệu tươi ngon nhất đó ạ. Đương nhiên là phải thế rồi. Món nước quý sở tộc đây thưa cô. Cảm ơn, tôi sẽ thử. Mình đang nấu như điên này. Thấy không? Quá là cháy luôn. Tôi xin phép nhà cô. Nghe đồn món nước này ngon lắm. Thử một phát xem nào. Mùi hương rất nhẹ nhàng. Thơm ngon trên từng nụ vị giác nha. Khoan. Sao hậu vị dở thế? Cứu với. Cứu riêng ép tôi với. Úi dồi. Phải làm gì đây? Thôi trả giống tôi. Đúng là thảm họa mà. Chắc chai này sẽ tuyệt hơn đó thưa cô. Chắc không thể tệ hơn chai hồi nãy được đâu. Cô sẽ có một bất ngờ tuyệt diệu đó ạ. Thế được rồi, màu sắc cũng xinh đấy. Ngon đó. Cảm ơn. Đủ rồi, tôi bỏ việc. Anh ta ổn chứ? Thế này thích hơn đi bộ nhiều.
Hàng tốt ghê. Hả? Không có thảm sao? Ngày càng mất chất. Đừng có nhìn tôi chứ. Nóng quá. Quạt nào. Ưu cha. Đi đi, biến. Trừng phạt anh ta mau. Anh ta mới thử việc ạ. Nhưng đừng lo, để tôi xử lý. Cô cần gì ạ? Menu ấy. Ô, nhìn ngon quá. Bánh sừng trâu à, được phết. Ồ, pizza nè. Tuyệt. Sushi nữa. Xuất sắc thưa cô. Wow, đẹp quá đi mất. Nhìn cái kìa. Wow. Mình ghét bay quá. Cuối cùng cũng đến. Lại đây nào cá. Cứ tưởng dễ chứ. Được rồi. Vậy là ổn thì áp. Bánh pizza này được đấy. Nhìn ngon tuyệt. Tôi mua nhá. Để tôi cắt ra cho. Công thức của mama tôi đấy. Nguyên liệu bí mật là tình yêu. Và thật là nhiều tỏi. Cảm ơn nha. Chất lượng quá. Thiếu gì đó rồi. Hoàn hảo. Merci. Tuyệt, tôi đói lắm rồi. Muốn thử quá trời luôn. Chén đây. Đỉnh. Tôi rất vui thưa cô. Pizza ngon miệng quá. Mẹ của đầu bếp sẽ rất vui khi nghe lời khen này đó ạ. Thử món sừng trâu nha. Vậy đủ rồi. Cảm ơn. Xong nhá. Tráng miệng đâu nhỉ? Tráng miệng ạ. Đợi tôi tí nhé. Quá đã. Bữa này ngon ghê. Nói chuyện vui là vui nhỉ. Mấy cậu xem tập ngày hôm qua chưa? Chào hai gái. Kỳ ghê. Đi bàn khác đi má. Có người khác ngồi rồi. Thôi lần sau nha. Không tin nổi luôn. Này, em ngồi đây nhá. Xem biển cấm kìa. Không mang đồ ăn vào lớp. Vâng. Để em đi. Được bình yên rồi nè. Chắc lại phải vào toilet ăn nữa rồi. Thôi thì cũng thoải mái. Chào nhé. Đồ ăn của mình. Lại còn chọc quê được chứ. Không, dừng lại. Đợi em với. Lỡ xe buýt rồi. Phải làm sao bây giờ? Này, sao vậy cô bé? Chắc đã đến lượt bà già thân thiện này ra tay rồi. Đi không cháu? Wow. Nào, lên đi. Xe hơi bìa cứng ạ? Chuẩn chỉnh, là mẫu mới nhất đấy. Cục cưng này đi được á nha. Ngồi chắc nhé. Nhanh đúng không nào? Thấy gió lùa tóc không cháu? Tuyệt quá luôn ạ. Cảm ơn bà. Khoan, cháu lái nhé. Cứ tự nhiên. Vui lắm luôn ạ. Mình chưa được lái xe bao giờ cả. Khoan. Cái gì? Vroom. Chậm lại nào. Nhìn kìa, tới nơi rồi. May mà không sao. Mừng quá. Cháu cảm ơn, bà dễ thương ghê. Bye. Phủ, đến lúc đi mua shopping rồi. Tới bãi rác thôi, bíp bíp. Cô ấy đến kìa. Chào buổi sáng thưa cô. Để tôi mở cửa nhé. Thôi. Tôi không hiểu. Hôm nay tôi không đi xe đâu. Hay là trượt ván ạ? Đùa nhau hay gì vậy? Giày trượt thì sao? Bánh xe ngầu lắm nhé. Chán phèo. Mình hết cách rồi. Hay là dùng cái đó đi. Chuẩn như Lê Duẩn. U là trời, vui lắm luôn ấy. Ý tưởng hay nè. Xem tới đây. Không, chờ đã. Bye bye. Đi thế này mới chất chứ. Chà, ít nhất thì mình cũng được tập thể dục. Chào. Tớ chưa ai. Mình sang chảnh thật nha. Để xem mình làm được gì nào. Trò này tuyệt quá. Mọi người đang nhìn mình nè. Các cậu dễ thương quá. Tớ yêu tất cả các cậu. Vui quá đi mất. Mai mình cũng sẽ đi cái này đến trường. Giờ phải vào lớp thôi. Wow, nhìn kìa má. Trông hiện đại thế nhở. Chắc là đồ của người ngoài hành tinh. Giờ nó thuộc về mình. Không phải đi xe bìa cứng nữa. À,
Gái chả, trông mình chất ghê. Hả? Tiếng gì vậy không biết? À, chào xin. Ừ, người nghèo cũng có hả? Chán thế không biết. Ahem, trang điểm xinh cho cô chủ nào. À, dù cô cũng xinh sẵn rồi. Gái toàn nói đúng không à? Buổi sáng áp lực quá. Chứ còn gì nữa à? Nhưng cô chủ cứ thư giãn nha. Ok, vậy là hoàn thành rồi. Cô muốn đi học bằng cái gì ạ? Vậy được không cô? Gì vậy trời? Ừ, thôi đi. Ok, nhìn xinh đó. Oh, biết rồi, để tôi gọi điện. Alo, giúp tôi dùm với. Ừ, ngay và luôn. Trực thăng à? Hoàn hảo. Vậy mới đúng gu chế. Cô sẽ được tăng lương. Bye. Cô Sunny, khoan, cô quên mang ba lô nè. Cứ thả tôi đằng dưới đó là được. Chắc mình chuyển bàn đi quá. Hả? Gì vậy? Có đột kích, bảo vệ chính mình đi. Bình tõm, là tớ mà. Tớ thích vào lớp hoành tráng vậy đó. Ok, anh về đi. May mà tôi thích tóc bay bay đấy. Thế học đến đâu rồi? Oh, cảm ơn. Không thể tin nổi, đúng là làm lố. Xong chưa vậy trời? Chúng ta cần phải đổi bàn thật đấy nha. Ồ, cây của mình. Và con rồng nhấc đầu dậy, rồi giống lên một cái đầy uy lực. Hả? Ờ, phần còn lại đâu? Ủa? Sao mẹ lại dừng? Tiếp đi ạ. Xin lỗi bé con, mẹ đọc cả hai mặt rồi đó. Nhưng con thích nghe chuyện khi ngủ. Kỳ quá à. Phải có cách gì chứ nhỏ. Sao ta? Chờ chút nào, mình có ý này. Mình sẽ bắt đầu bằng cách vẽ trái tim lên ngón tay, rồi thêm mũi và một nụ cười thật tươi. Tô vào hình trái tim này, làm mắt đấy nha. Giờ mình sẽ cần vẽ khuôn mặt thứ hai ở ngón tay này. Ai cần sách chứ? Mình sẽ tự chế ra chuyện. Chắc là ổn rồi đó. Bắt đầu thôi. Ahem. Sophia. Hả? Mẹ ạ? Xin chào, tớ là hoàng tử đẹp trai. Wow, như là đi coi kịch vậy. Mình thích chuyện lãng mạn lắm nha. Mình hơi buồn ngủ rồi. Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết chuyện. Còn bé ngủ chưa? Hiệu quả rồi. Vở kịch đầu tiên của mình đã thành công. Để con bé ngủ thôi. Ai chà, đừng thức dậy mà. Cái gì vậy? Sắp được rồi. Hổ, thôi nào. Đi ngủ thôi. Để tôi đắp chăn nhé. Cô sẵn sàng nghe chuyện chưa nào? Romeo, ôi Romeo, anh đang ở đâu? Sao thế em yêu? Ý là... Wow, tuyệt, tuyệt quá đi. Ước gì chồng mị cũng lãng mạn như thế. Chán như con rán luôn. Sao không đánh đấm? Biến đi. Gì vậy trời? Chuyện này chưa từng xảy ra luôn á. Cô ấy thích phim hành động ấy mà. Oh, ok. Có lần này. Wow, làm gì khó vậy má. Làm cho xong việc đi. Chết này, tiếp đi. Cô thấy sao Annie? Nhảm nhất trên đời luôn đấy. Về đi. Thật luôn hả? Tôi học hành bài bản lắm đấy nhá. Hay là nhạc kịch? Cố gắng thêm tí tẹo đi. Ok, bắt đầu. Cha cha la la la. Chà, mình hơi buồn ngủ rồi. Vì nó chán quá. Này, ngủ thật à? Nào, thế là xong. Hai cô cậu diễn dở quá nên cô ấy ngủ rồi. Cảm ơn. Chắc thế. Mình phải nói lại với ông bầu thôi. Tôi sẽ thưởng thêm cho anh chị một chút vì rắc rối này. Rất xứng đáng đó. Ngon lành. Tôi rất vui khi được hợp tác với cô. Chào nhé. Chả ngủ được á. Kiểu nó cứ khó chịu sao ấy. Chẳng sáng quá. Bực hết cả mình. Điền hết cả người ý. Mình phải làm gì đó thôi. Gọi người ứng cứu nào. Tên ngố đó đó. Alo, Sunny à? Thật sao? Không, có gì đâu. Ok. Đến lúc tỏa sáng rồi đó. May mà mình có phần mềm đặc biệt cho vụ này.
cười người hôm trước, hôm sau người cười nha. Mình cần di chuyển vệ tinh. Chính phủ thế nào cũng tức điên lên. Ý là vì Sunny cả thôi, họ sẽ hiểu mà. Và giờ mặt trăng tối đi rồi. Thế là ổn áp. Giờ mình ngủ được rồi. Vậy mới mơ đẹp được chứ. Dễ ẹc. Lần sau hỏi gì khó hơn nha. Giờ mơ về Sunny thôi. Tụi mình sẽ đẹp đôi lắm đây. Trường chán xỉu luôn. Mình sẽ đi shopping. Ý trời, xinh xỉu nha. Chắc Sunny đang nói mình á. Mình xinh thật mà. May mà mình nhặt được miếng bìa này ở bãi rác. Mình làm gì có vở. Annie, tìm tớ đập bình bịch mỗi khi cậu ở bên. Đây là minh chứng tình yêu của tớ. Oh, wow. Poppit vàng, tuyệt quá. Chờ chút, nhìn cái này nè, to quá. Thích thật sự. Wow, may thiệt nha. Mấy đứa con trai chả bao giờ tặng quà mình. Vậy thôi cũng vui á. Chửi ạ, chán muốn xỉu á. Để tớ cho cậu coi Poppit thứ thiệt nè. Chuẩn bị tinh thần đi. Nào, mấy cậu thấy sao? Đó là kim cương hả? Nhìn đỉnh dã man. Cậu đùa tớ hay gì? Tớ chỉ xài hàng xịn nhất thôi. Hàng làm riêng cho tớ đó nha. Bá đạo hết sức luôn. Mình nghĩ ra ý này nè. Mình cần một cục kẹo găm cũ. Vẫn còn vị nha. Ngon ghê. Giờ thổi bóng nào. Đừng để em nổ nha. Nãy giờ vẫn còn ổn lắm. Dính lên bìa cứng này. Mình sẽ cần thật nhiều bóng. Biết sao không? Trò này vui phết. Vậy là xong rồi. Poppit của tớ nè. Vui lắm. Wow, búp bê ơi, tóc cậu xinh dữ. Đáng yêu quá à. Mà khoan, chào đón búp bê công nghệ nhất nào. Tương tác AI sẽ mang đến một người bạn trọn đời. Cậu cũ rồi búp bê à. Bố ơi, con thích em. Đi bố. Cảm ơn bố. Chắc sẽ tuyệt lắm đây. Mình hồi hộp ghê. Muốn thấy em quá à. Wow, còn xịn hơn cả mình tưởng tượng luôn. Kích hoạt quá trình khởi động. Xin chào, tớ là búp bê Robo 3000. Wow, ngầu quá đi. Nào, mình chơi nhé. Nhìn mái tóc xinh xẻo này nè. Tóc tớ là polymer tổng hợp á. Toang rồi. May mà robot không có cảm xúc. Nào, thử bắt tớ đi. Nhưng phải nhanh đấy. Quá trình đuổi bắt được tiến hành. Không đi được, tính toán đường khác. Hủy nhiệm vụ. Sắp xong rồi. Wow, cậu đẹp dã man. Cậu thấy vậy sao? Cậu thấy xinh không? Bộ này xinh ghê. Còn gì ta? Lấy luôn này. Tụi mình mặc cái này mới chất. Lựa chọn quá đỉnh. Wow. Bắt đầu nha. Đúng rồi, làm theo tớ nè. Phủi phủi đi. Đỉnh đó, búp bê robot. Kiểu robot, kinh điển nha. Quá trời like luôn này. Em ổn chứ? Lúc nào cũng ổn ạ. Wow, căng quá ta. Bình tĩnh, không hoảng sợ. Phủ. Ồ, được đó. Xem em đây. Đơn giản như đang giỡn. Đến cô ạ. Mình thấy hơi căng thẳng rồi. Trong phòng nóng thế nhở? Mình làm được mà. Làm thật nhanh nào. Chiến luôn. Không. Chúc cô may mắn lần sau nhé. Chỉ là vô tình thôi. Cô biết luật mà. Không, đừng làm thế. Đưa đây cho em. Nhưng cô chỉ có ngôi trường này thôi. Đã đến lúc thay đổi chỗ này một chút. Mình cầm quyền. Không làm bài tập nữa. Giờ sao? Mình tưởng làm hiệu trưởng là vui chứ. À biết rồi. Xin chào, lên văn phòng ngay cho tôi. Ừ, nhanh lên. Dạ. Bài kiểm tra đó, tôi bị điểm F. Sửa đi. Không thì cô bị đuổi việc. Đương nhiên ạ, chắc tôi chấm nhầm ạ. Cô được điểm A. Làm hiệu trưởng cũng có lợi ghê. Mình thích trò này á. Chào Sophia. Có gì hôi hôi ấy nhở?
Đừng nhìn tớ mà, hôm qua tớ nằm trong máy giặt đó. Chắc là Sophia rồi. Gì vậy má, sao đổ cho tớ? Ồ, hoa xinh quá à. Cảm ơn, xin thứ lỗi. Gớm quá, thôi đi. Sophia, con làm gì thế hả? À, đâu có gì ạ. Mẹ giả bộ chưa thấy nha. Kỳ ghê. À, tụi con nít, may mà mình có rối tất riêng. Chúng ta đang chơi gì vậy nhỉ? Xem mẹ có gì này. Là kẹo. Cho con với. Chào anh yêu. Chào cục cưng. Khoan, chờ chút. Alo, tôi đang nghe đây. Anh yêu. À phải, tặng em yêu này. Viên đá này to dã man. Ôi giời, có gì đâu em yêu. Em thích lắm. Đúng thứ em cần luôn ạ. Thôi nào, phải có thứ gì để dùng ở đây chứ. Cái này có vẻ ổn này. Mình sẽ tháo nắp ra và lấy cái vòng nhựa này. Tina xứng đáng lắm. Mình sẽ khiến cô ấy cảm động khôn nguôi. Này cục cưng. Ồ, lãng mạn quá đi. Mình là cô nàng hạnh phúc nhất thế giới. Nhẫn xinh xỉu. Anh chọn cho em đó nha. Ồ. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng rồi đây. Đúng lúc quá, Tina kìa. Chào anh yêu. Anh gọi nước cho em rồi. Khoan, là cái này này. Cụ ly. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ. Dễ thương quá à. Em khát lắm rồi. Anh có ổn không? Ôi trời ơi, em đồng ý. Tuyệt quá. Cưng quá đi. Cái này cũng xinh này. Wow, nhìn nó kìa. Anh ơi, em tìm được bánh rồi. Được đó, em thích nó. Lộng lẫy quá. Đến rồi thì phải. Tôi gọi sau nhé. À, cảm ơn. Chắc thế. Cứ tưởng phải to lắm chứ. Hồi hộp quá đi mất. Anh nghĩ em sẽ thất vọng đấy. Không, sao lại thế đâu chứ. Có vậy thôi sao. Em không hiểu. Anh làm gì đi. Gì cơ, ăn á. Khoan, trong hộp có hướng dẫn này. Hiểu rồi. Wow, thông minh thật sự. Họ có tâm thật nha. Cứ để đó cho anh. Anh mang theo ống bơm để đề phòng ấy mà. Làm nhé. Có được không anh? Chắc là không rồi. Chúng ta làm sai ở đâu nhỉ? Khoan, biết rồi. Em sẽ dùng máy sấy. Em à. Anh nghĩ nó không ổn đâu. Chà, em hết cách rồi ấy. Chúng ta quên mất gì đó rồi nhỉ? Gì nhỉ? Khoan, cái bếp. Em cũng đang định nói thế đấy. Thế nào cũng tuyệt lắm cho xem. Làm thôi nào. Anh thấy người giúp việc dùng cái này rồi. Anh biết cách làm đấy nha. Chúng ta bật lò lên. Và giờ đợi xíu. Nhìn kìa, có gì đó đang xảy ra. Tuyệt quá, chương trình ánh sáng free. Còn có vụ này nữa sao? Chắc vậy đấy. Vậy mới là bánh chứ. Wow, em thích lắm. Đỉnh của job. Màu này đúng là sang. Chẳng có gì tuyệt vời hơn vàng cả. Càng nhiều vàng càng tốt. Ngon tuyệt vời. Ok, mình phải bắt đầu thôi. Mình làm được mà. Nhìn xinh ơi là xinh. Bước 1. À, bột đó. Cho vào tô này. Và giờ là trứng. Bắt đầu đánh được rồi. Làm bánh cảm thấy rất là thư giãn ấy. Chà, đó là khi mình làm đúng. Bừa bộn quá đi. Chắc mình phải làm hỗn hợp lỏng ra tí. Thêm chút nước này. Mong là thế này ổn hơn. Nhìn sai sai sao hết ta. Phải thêm bột mì thôi. Thử lại lần nữa nào. Nhìn ok la này. Biết ngay là ổn mà. Hoàn hảo. Mình có thể đổ nó ra được rồi. Nhồi bằng tay cho nhanh. Mình sẽ tạo hình cho nó. Nhìn cũng giống bánh rồi đấy. Giờ thêm cốm rắc nhé. Vậy là màu mè hơn một tí. Xinh xẻo quá à. Nó đã giống trong ảnh chưa ta? Nếu mà nhắm mắt thì cũng giống đấy. Mình đùa ai được chứ. Mình làm bánh dở tệ. Chả biết tại sao mình lại làm luôn ấy. Trời em yêu, này chuyện gì? Là bánh ạ? Xấu quá trời luôn. Phải. Nè, cầm lấy khăn giấy đi. Đừng lo về cái bánh nhá. Phải có cách để sửa chứ.
Chờ chút, anh sẽ quay lại ngay. Mình sẽ phải ghé tiệm bánh thôi. À ha, khách hàng này, hôm nay cậu may mắn lắm nhé. Chúng ta có mấy món đồ công nghệ đỉnh lắm. Wow, nhưng tôi không có nhu cầu. Thứ tôi cần chính là... Thật hả? Tôi có thứ cậu cần đây. Wow, hoàn hảo rồi. Cứ từ từ bạn ơi. À phải, tôi giữ tiền hơi kỹ. Mong chừng này là đủ. Chốt đơn lẹ làng luôn. Bánh của cậu đấy, nhớ giới thiệu mọi người bánh của tiệm chúng tôi nhé. Mình sẽ không có được cái bánh mơ ước đấy đâu. Wow, bánh này. Chờ chút nào, này là bìa cứng hả? Biết sao không, chả quan trọng, mình thích nó lắm. Mình hóng buổi tối nay quá. Mình thích hẹn hò lắm, phải lên đồ luôn thôi. Bắt đầu với phần mắt này. Được cái gì nhỉ? Phải nhấn cái nút đã. Đúng là lạ. Nhưng cũng ổn áp. Giờ là phần môi. Mọng nước chưa kìa. Giờ là tóc mình. Thú vị phết. Mình sẽ soi gương. Wow, ấn tượng quá. Nổ động cơ đi, chúng tôi sắp đi này. Khoan đã Tina, là em sao? Chứ anh nghĩ là gì? Ô là trời, đợi tôi chút nhé. Em ngồi xuống chút đi, như vậy không ổn. Nhìn em như trong rạp xiếc trung ương vậy. Thử cái này nhé. Phù, nhẹ hết cả người. Ồ, cảm ơn anh yêu. Em xinh lắm rồi, ta đi nhé. Và tắt cái đó đi. Mấy món đồ này xinh xỉu á. Đúng rồi, kiểu này chuẩn quá. Mình cũng làm được. Hết son mất tiêu rồi. Hết hồi nào vậy ta? Chắc phải còn chút. Nói tất cả con gái đều giống nhau là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng ai cũng có cơ hội trở thành người trong hoàng tộc. Chà, bữa tiệc dạ hội hoàng gia. Vương miện là của tớ. Chà, chiến đế. Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không. Wow. Nhìn bộ đồ lộng lẫy này nè. Và cả phụ kiện nữa. Mình rất hợp với bộ váy này. Chắc chắn chúng ta sẽ quen với việc này. Tụi mình đứng cạnh cũng hợp đấy chứ. Mình nên nghe gì đấy? Này. Cái gì vậy? Xin lỗi, nhưng tớ không có gì để mặc cả. Tớ ghét quần áo của tớ. Chúng rộng quá, một số thì quá nhỏ. Tớ thấy thật là xấu xí. Ước gì tớ có thể giúp. Nhưng có lẽ tớ có thể làm gì đó đấy. Với cái này. Hả? Tớ sẽ chỉ cậu. Thấy hai kim băng này không? Chúng có thể dùng làm vòng dây thắt lưng. Chỉ cần luồn dây dày qua đó và buộc nó lại chặt hoặc lỏng tùy thích. Thấy không? Vừa y luôn. Hả? Cảm ơn cậu. Không có gì. Bye. Tớ sẽ gọi cho cậu. Mình cũng phải chuẩn bị. Suýt thì quên. Còn dây mình thì sao? Chắc khỏi đi đâu cả luôn quá. Chỉ có mình và khoai tây chiên thôi. Cũng không tệ lắm. Lại một tối thứ sáu ở nhà. Thích hợp để chăm sóc bản thân. Lại là cậu với bộ móng sao? Ôi, điện thoại của mình sao? Ai vậy ta? Có bữa tiệc vào tối nay. May là mình vừa làm xong bộ móng. Nhỉ? Xem này. Thôi, tớ không đi tiệc đâu. Đi mà. Được rồi. Yay! Đi nhé. Chúng ta mặc gì đây? Bước 1. Ok. Tớ sẵn sàng rồi, trang phục đã xong. Cậu đúng là giỏi việc này. Lại còn bước 2. Hả? Tớ á? Không, tớ được rồi. Không. Cậu không để tớ chọn đồ cho cậu à? Ôi đừng làm đôi mắt long lanh đó chứ. Cậu biết tớ không từ chối được mà. Ok, tớ sẽ thay. Xong, cậu nghĩ sao? Yay, chúng ta giống như sinh đôi ý. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với đôi giày? Trông thật buồn cười. Sao cơ? Ghê lắm hả? Cực ghê luôn. May là tớ có đôi này cho cậu. Mà cho con người mang sao? Tớ thả đi trên đất còn hơn. Chà chà.
Có đấy. Thôi mà. Yeah. À, được rồi, đôi bút bẩn đổi lấy giày cao gót sang trọng. Cậu vừa lòng chưa? Woohoo. Đi thử đi. Ok, để thử nào. Không ổn rồi, tớ té rồi. Ôi không, chắc là đau lắm. Tớ không sao, sao cậu đi được trên đôi này vậy? Ngước mặt lên. Ok, ưỡn ngực. Ok. Vô phương rồi. Chờ chút, cậu có gì trong đó vậy? Xem nào. Oh, dễ thương quá. Sao nó vào đây được vậy? Hả? Không muốn biết luôn ý. Cái gì vậy trời? Không biết luôn. Oh, đi rồi. Sao cơ? Yay. Nữa hả? Để móc áo này trong áo sơ mi. Nó có thể giúp cho tư thế của cậu. Được rồi này. Wow. Giờ cậu đi thử đi. Được thôi. Cậu làm được đấy. Và rất tốt. Cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy. Tuyệt vời. Yeah, đến bữa tiệc thôi. Chỗ này đông quá. Cậu có thấy hai đôi giày đó không? Thật là lộng lẫy. Tớ sốc đấy. Thật không công bằng. Ghen tị dữ. Đi thôi. Tớ sẽ nhờ cô ấy chơi bài hát của tụi mình. Cho tôi yêu cầu nhé. Cảm ơn. Chào cậu. Ôi trời, nhìn đôi vai đó kìa. Ê, cậu muốn gì? Đó là móc áo sao? Đi chỗ khác đi nào. Tớ luôn ở bên cạnh giúp cậu đấy. Nghe đoạn riff này nè. Phải chuẩn bị mới được. Hôm nay tóc rối quá. Chào, tôi cần cô. Cần giúp gì hả Liam? Có chuyện gì? Tóc tai mất kiểm soát. Đừng căng thẳng, để tôi giúp. Ngồi yên nhé, tóc sẽ đẹp ngay thôi. Xong rồi. Không phải chứ, không chắc lắm. Bết quá. Bình tĩnh, tôi sẽ thử kiểu khác. Tin tôi đi. Xong rồi, cậu thích chứ? Vẫn không đúng lắm. Chà, chắc phải thử kiểu mới thôi. Mình cần vài sợi như này. Oh yeah, sẽ đẹp lắm đây. Đợi chút nhé. Như vậy tóc sẽ không che mặt cậu. Thú vị đấy. Tôi thích. Nhưng chưa xong đâu. Cách này sẽ làm cậu nổi bật. Sẽ ngầu lắm đây. Tìm tôi đi. Chúng nằm dọc theo đường chân tóc của cậu. Wow, khác biệt thật sự. Tôi thích. Tiền công của cô đây. Rất hân hạnh. Đẹp trai quá đi mất. Mình thích dọn dẹp. Đó là một cách xả stress. Để mình có thời gian suy nghĩ. Không được quên sàn nhà. Thấy không? Giống thiền nhỉ? Và sẽ dễ hơn nhờ cách này. Xong rồi. Ôi không, tóc mình rối tung hết rồi. Không có thời gian để sửa lại. Hay là có nhỉ? Làm thử nào. Nhưng mình cần đồ buộc tóc trước. Xong, giờ đến tóc. Bắt đầu này. Dễ thương ghê. Mà không cần động tay luôn. Ý mình là vậy đấy. Qua trường đấy thế giới. Chẳng biết nên ăn gì đây. Quá trời món để chọn này. Nhưng bố ơi, con muốn unicorn cơ. Này, đằng này nè. Tôi sẽ mang lên ngay ạ. Nhanh nhẩu lên đấy. Xin mời ạ. Chúc chị ngon miệng. Sao mình phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Ôi trời quỷ sứ. Bồi bàn.
cảm ơn. Món nào cũng nghèo. Được của nó. Mời quý cô ạ. Khu của chị là nhiều tiền. Ngon hết sảy, nhưng không phải ai cũng được ăn. Trời, này, ê, lại đây. Tiền của quý cô đây ạ. Ngon muốn xỉu. Hả? Ù là trời đất ơi. Vàng ngon quá. Cả hai người họ như trò hề ấy. Mình đói bụng quá. Có gì ăn thì thích biết mấy. Nhưng sao giờ? Chẳng được chọn mấy ở đây. Đúng rồi. Mình hợp màu này ghê. Cuộc săn bắt đầu nào. À ha. Thơm ngon mọng nước. Đây gọi là đồ ăn nhanh nè. Dễ như trở bàn tay. Món ngon đây rồi. Mình yêu nhện. Hả? Đúng rồi, mình quên mất hai người này. Phải tìm công việc mới thôi. Cái gì vậy? Ngủ đã mắt ghê. Dậy chuẩn bị nào. Không có nước á? Thế thì rửa ráy kiểu gì cơ chứ? Thôi, ít nhất mình vẫn đánh răng được. Ai cần bàn chải chứ? Thơm mát bạc hà. Ok. Dùng giấy là ổn rồi. Mặc gì giờ ta? Ok là dễ thương ha. Chà, thôi thế này là ổn rồi. Không, không, dù thuyền đó quá nhỏ. Thức dậy đi nào, trời ạ. Chắc mình phải sáng tạo mới được. Wow, mình đỉnh quá. Cô à, dậy đi, yuhu. Đúng rồi, cô ấy không cưỡng lại nổi vàng đâu. Vàng, quả là giấc mơ tuyệt vời. Vẫn làm việc xuất sắc như thường. Tôi làm đúng phận sự thôi. Bye. Đã sáng rồi sao? Điện thoại make up của mình đâu rồi? Alo, đến giúp em với. Chị có thể làm gì cho cưng nào? Làm cho em xinh đi, trang điểm giúp em phong cách công chúa. Tiền đâu là đầu tiên cưng ơi. Rồi. Cầm đi ạ. Ù thánh trời ơi, hồi xin. Việc gì cũng đến tay mình là sao vậy trời? Chán như con dán. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ. Ê, tới màn thú vị này. Cử nhân đầu tiên của chúng ta là Cheryl. Các fan yêu quý của mình. Bạn chỉ tốt nghiệp vì bố bạn mua tặng trường một cái bể bơi thôi. Xin chúc mừng. Sao anh dám đụng vào tôi? Eo. Tôi không thích. Tôi đi đây. Xin một tràng pháo tay cho Cheryl. Tiếp theo, Ellie. Nhớ bảo nhiếp ảnh gia chụp góc đẹp của tôi đấy. Đây là bằng của bạn. Yeah, tốt nghiệp rồi. Thì đúng rồi. Selfie nào. Cưng ghê. Mời rời sân khấu. Cuối cùng chúng ta có SC. Em rất vui mừng ạ. Giấy gì đó của em này. Thế thôi ạ. Anh đã tự hứa là sẽ không khóc. Lại đây bé ơi. Ok, bình tĩnh lại đi Kevin. Em xứng đáng lắm, Ezzy. Wow, bằng danh dự.
Woo! Yeah! Giỏi lắm Ezzy! Đây là ngày tuyệt nhất trong đời em! Mấy góc này khó quá! Cưng muốn đi mua sắm hả? Ừ! Cưng đang rất cần được tắm đấy! Kinh quá! Hả? Ê! Tớ không quan tâm! Kệ đi! Ôi, tội nghiệp cưng! Cưng không đáng bị vứt bỏ như vậy! Đừng lo, giờ cưng sẽ được chăm sóc tận tình! Đống gì đây vậy? Nhìn cưng mới đáng yêu làm sao? Xin lỗi! Nhìn cưng kìa! Bẩn quá! Tôi cần giúp! Cậu gọi tôi à? Xin chào! Cậu có thể làm cho nó sạch sẽ chút không? Nó bẩn quá! Tất nhiên rồi! Nhưng cậu phải trả tiền! Không thành vấn đề! Tốt lắm! Có vẻ đã đến giờ tắm rồi! Sẵn sàng chưa? Ôi! Tuyệt quá mèo! Kích thước vừa đúng luôn! Thư giãn đi nhé! Nhưng tôi cần nước! Không cần nói nữa! Mưa đi nào! Xin lỗi! Hơi lạnh một chút! Không thể tin được! Cậu tạo ra mưa thật này! Chưa xong đâu! Cậu thấy cái này không? Tất cả là của cậu! Ồ! Tuyệt quá! Đợi chút! Tất cả Barbie đều xứng đáng có một chút lấp lánh! Đây rồi! Đẹp đúng không? Trời! Mình giỏi quá! Ồ! Suýt quên! Cho niềm vui trà rửa của cậu! Khoan! Cái này cho tôi hả? Không! Đồ ngốc! Cho búp bê! Đây! Dễ chịu đúng không? Vết bẩn! Biến đi! Tẩy tế bào chết nữa! Ước gì mình cũng được tắm như vậy! Thật sang trọng! Chị sẽ cho cưng mọi thứ! Nhìn cưng kìa! Da cưng sáng bóng ghê! Wow! Làm tốt lắm! Rất ấn tượng! Ôi! Mình không gỡ cái này ra được! Oh wow! Ê! Hả? Gì vậy? Cho búp bê này tắm với được không? Được nhưng phải có tiền! Tiền á? Tôi nghĩ tôi có một ít! Chờ chút! Đây là tất cả những gì tôi có! Một đô à? Chắc cậu đang đùa! Sao cơ? Năn nỉ đó! Được rồi, được rồi! Và... trời mưa này... Hả? Này! Sao không báo trước? Tôi ướt sũng rồi! Ừ thì xin lỗi nha! Cảm ơn rất nhiều! Đợi đã! Thôi nào! Biết rồi! Giải pháp ở ngay trước mắt mình! Chỉ cần vài lần cắt thôi! Gần được rồi! Này! Nhìn được đấy! Chỉ cần tinh chỉnh một số thứ thôi! Và... ta-da! Đây là phòng tắm cho búp bê! Cuối cùng cưng cũng sạch sẽ rồi! Biết mà, khá là tuyệt đúng không? Chỉ cần đợi thôi! Gì vậy? Bên đó có chuyện gì thế? Cũng khá hay ho đấy! Cưng xong rồi sao? Da cưng sáng bóng luôn! Cưng đẹp ghê! Này Molly, nhìn nè! Làm tốt lắm! Ta cũng nghĩ vậy! Tạm biệt! Hẹn gặp lại! Quần áo của cưng thì sao ta? Không được! Nhìn bộ trang phục xinh chưa kìa! Còn lâu mới được 10 điểm! Không chấp nhận được! May là chúng ta có tủ quần áo đẹp này! Cưng nghĩ có tìm thấy gì đó ở đây không? Để xem nào! Của cưng hết đấy! Vậy, bộ này thì sao? Không ổn lắm! Còn bộ này? Đây! Hay là đây? Chắc chắn là không!
có gì đẹp ở đây không vậy? Cưng không có gì để mặc hết. Chán quá đi mất. Mọi chuyện không thể suôn sẻ sao? Chà, món này trông ngon quá. Không biết phải làm gì cả. Tông màu vàng này đẹp ghê. Đúng rồi. Cưng sẽ trở nên danh điệu ngay thôi. Chị sẽ ướm cái này vào người cưng. Nó sẽ là một chiếc váy dự tiệc rất đẹp đấy. Không được quên đồ trang sức. Đẹp đúng không? Và nào cũng đồng nhất vô nhị đấy. Xem thử này. Cưng thật lộng lẫy. Chắc chắn phải có thứ gì đó ở đây. Những cái túi này. Không. Mình sẽ làm gì đó đẹp hơn. Hy vọng vậy. Xem vài nếp gấp có được gì không nha. Này Molly, cậu thấy sao? Cái gì vậy trời? Hả? Ôi không, đừng nhìn nó. Cưng thực sự cần quần áo đấy. Tất của mình. Ở đây đợi chút nhé. Có hôi không vậy? Không thơm lắm. Nhưng cũng không sao đâu. May là mình chỉ cần chỗ ống chân thôi. Và thế là chúng ta đã có một chiếc váy lộng lẫy. Dễ thương nhỉ? Và nó rất mềm mại. Này, cậu thích không? Hả? Cậu kiếm nó ở đâu ra vậy? Tớ tự làm đấy. Đi chơi thôi. Chúng là đôi bạn thân danh điệu. Quả là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu, biển lung linh. Đợi chút. Có người đang gặp nạn. Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu. Cố lên. Sẽ không lâu đâu. Được rồi. Phew, suýt nữa thì tiêu. Tớ tưởng tớ đi luôn rồi. Cậu đi với tớ. Mình đang nghiên cứu vấn đề này. Bắt đầu thấy chóng mặt rồi đây. Đợi đã, có gì ở kia thế? Búp bê đó đang gặp nạn. Wow, không ai giúp mình sao? Không, tớ sẽ đỡ cậu. Chụp giỏi ghê. Cậu phải cẩn thận nhá. Đã đến lúc thay đổi diện mạo. Bắt đầu thôi. Hay ghê, không biết sao mình lại làm được luôn. Nàng tiên cá. Tuyệt quá, xin chào. Lùi lại đi, tanh quá. Cậu không sao chứ? Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Phải đảm bảo chắc chắn. Tớ sẽ chia căn phòng làm đôi. Tớ sẽ ở bên này. Cậu ở bên kia. Không phải chứ? Cậu nói nhiều quá. Cuối cùng cũng im lặng. Không hay đâu anh bạn. Đừng bắt tớ phải đi lấy tỏi. Chỉ đùa thôi mà. Chà, cô ấy thật xấu tính. Đừng chọc tớ ma cà rồng. Cứ kể cậu ta đi. Nhìn cậu kìa. Phải tắm rửa cho cậu thôi. Trước tiên tớ sẽ rũ hết cát. Hy vọng cậu sẽ hút bụi cho đó. Có thể xây lâu đài cát với đống đó luôn đây. Tiếp theo làm gì nhỉ? Biết rồi, rất may vì mình đã không vệ sinh tay. Đây đúng là thứ mình cần. Yên nha. Tớ sẽ dùng cái này để lấy số cát còn lại. Dính ghê. Được rồi này. Chỉ còn vài hạt nữa thôi. Tớ nghĩ hết rồi đó. Xem thử nào. Chà, dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhiều. Cũng hay đó. Nhưng mình có bàn chải này. Mình đã trộm nó trong phòng tắm của mẹ. Wow, dừng lại. Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Ý nghĩ hay đấy, tốt nhất là nên sạch nhá. Mình sẽ cho cậu ấy thấy. Cái này được này. Hey, cẩn thận trúng mặt. Cậu gặp rắc rối lớn rồi. Khoan, mình có thể dùng cái này. Tốt lắm, cảm ơn. Mình sẽ đổ nó vào bình. Chà, nhìn màu sắc kìa. Nhưng mình có thể cải thiện nó. Mình sẽ rắc kim tuyến. Hãy gọi mình là cô gái lấp lánh. Nó khiến mọi thứ trở nên kỳ diệu. Nạn nhân mới nhất của mình. Ý mình là tình nguyện viên. Cách này sẽ được đấy. Wow, nhìn kìa. Xinh quá. Tiếp theo là thành phần đặc biệt. Không sao, vẫn còn tươi. Thuốc ma thuật của mình đã xong. Sẽ cần miếng bọt biển này. Một chút kem cạo râu.
Thế là spa ban ngày của mình đã mở cửa hoạt động. Cậu thật may mắn. Tớ thực sự cần một buổi chăm sóc bản thân. Cách này sẽ loại bỏ tất cả bụi bẩn. Cảm giác thế nào? Nhột đúng không? Giờ rửa sạch thôi. Hy vọng cậu có thể nín thở một chút nữa thôi. Tớ nghĩ là đủ rồi đấy. Ra ngoài nào, để tớ nhìn cậu xem. Ồ, cậu tỏa sáng luôn. Hả? Có chuyện gì ở đó thế? Quên họ đi. Cậu là quan trọng nhất ở đây. Cậu ta đúng là kẻ thua cuộc. Cần phải làm gì đó với mái tóc của cậu. Cậu đã nghĩ đến một màu khác chưa? Chà, cậu thật may mắn. Tớ sẽ dê cái bút dạ này qua những lọn tóc vàng của cậu. Chà, màu tươi ghê. Không cần salon sang trọng ở đây. Gì vậy? Mình có thể thắng đấy. Tóc đen đang rất thịnh hành. Mình sẽ thêm vài giọt vào nước. Hoàn hảo. Sau đó khuấy nhanh. Chân này tiện ghê. Mình ngưỡng mộ bản thân ghê. Vào đi. Tôi sẽ đảm bảo cho hết tóc của cậu vào. Không ai thích nhuộm tóc xấu cả. Cậu tưởng tượng được không? Hey, chúng ta giống nhau. Rất dễ luôn. Cậu nghĩ sao nào? Wow, tớ rất thích. Đánh bại tớ đi. Tớ phải ấn tượng sao? Cứ thoải mái đi nhá. Hả? Có chuyện gì vậy? Cậu không có chân. Tớ quên mất điều đó. Xem tớ có gì này, cậu có thể lấy chúng. Thật sao? Cậu thật tốt bụng. Giờ tớ cảm thấy có lỗi vì đã nhắc đến tỏi. Cảm giác thế nào? Hơi lạ một chút. Không được rồi. Bây giờ làm gì đây? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Tớ biết rồi. Tớ sẽ sắp xếp vỏ sò lên người cậu. Làm từ trên xuống dưới. Tớ sẽ xếp chúng thành hình cái đuôi. Sau đó cần một lọ keo. Tớ sẽ đổ cái này lên vỏ sò. Như vậy sẽ giúp cố định chúng. Phải đảm bảo là đổ hết luôn. Tớ sẽ rắc kim tuyến lên keo. Sau đó đợi cho nó khô. Trông y như với cá vậy. Tớ rất vui. Hy vọng cậu thích. Đói quá. Wow. Đẹp quá đi mất. Mình phải làm sao để cạnh tranh đây? Đợi đã, mình có một ý tưởng. Mình sẽ bóp và nặn nó thành một quả bóng. Vui ghê. Nhưng nó cần được làm phẳng. Mình sẽ cán nó bằng cái vạc này. Cuối cùng phù thủy cũng có ích. Tớ sẽ để cái ly nhựa này chỗ eo cậu. Sau đó cuốn quanh người cậu. Nó sẽ tạo ra một chiếc váy đẹp. Và này, tớ biết tất cả về thời trang đấy. Ý là nhìn tớ này. Ta-da! Ai kia đã sẵn sàng dự tiệc. Ghen tị cũng không sao. Phải thừa nhận rằng nó rất đẹp. Chúng nên đi chơi. Chúng là bạn thân. Cái cổ đó trông ngon quá. Ai đó đang có một ngày tóc xấu. Và đó cũng không phải là mình. Không sao, tớ sẽ xử lý. Tớ có luyện tập mà. Trông cậu xinh lắm. Nạn nhân tiếp theo là ai đây? Tẩy tế bào chết trong mặt thì sao nào? Không gì thích bằng tắm nắng. Hy vọng cậu khát. Tớ mang cho cậu một món ngon đây. Oh wow, cảm ơn. Da của cậu chưa bao giờ đẹp như này. Đủ, dì mũi. Búp bê của mình đói rồi. Oh yeah. Vị ngon không? Các nàng đừng đánh nhau. Chơi xong cái này rồi. Giúp ơi, làm ơn, tên hề nó điên rồi. Cậu làm gì đó đi. Giờ cậu an toàn rồi. Chúng ta không thể bỏ mặc chúng như thế. Cậu có đang nghĩ giống tớ không? Làm đi. Đây, nắm lấy tay tớ. Ai lại làm chuyện đó chứ? Tớ có một ý tưởng. Tớ quay lại ngay. Cậu đi đâu thế? Cậu ấy luôn như vậy. Tớ quay lại rồi và tớ mang theo đồ lau chùi. Nó sẽ tăng tốc mọi thứ. Thấy không? Tớ đúng là thiên tài. Nó đang gom hết bụi bẩn. Hơi nhột đấy. Gì vậy? Dừng lại. Tắt máy hút bụi đi. Tớ hơi làm quá. Cậu ổn chứ? Cậu bẩn quá. Nhưng không sao, tớ có thể xử lý. Cậu cần đi tắm. Sẽ rất thư giãn đấy. Nhìn kìa. Cậu đẹp và sạch sẽ rồi. Thật nhẹ nhõm. Không ai muốn nhìn giống kẻ lang thang cả. Dừng lại. Sao cậu lại làm thế? Tớ có ý tưởng hay hơn. Kem đánh răng á? Hay đấy. Tớ sẽ thử. Tớ sẽ xịt nó ra cây lau nhà. Đủ rồi đấy. Bạc Hà, đến lúc trà rửa rồi. Ước gì có ai đó làm vậy cho mình. Tớ cần đi spa.
cậu có thể ngồi ngay đây. Bọ trên tóc không bao giờ là đẹp cả. Tớ sẽ lấy chúng. Cậu có bao giờ dùng dầu gội không vậy? Không sao, tớ đã có kế hoạch. Chúng ta chỉ cần cắt hết số tóc này. Gần xong rồi. Gì thế? Cậu đang làm gì vậy? Mái tóc đẹp của tớ. Đừng có cử động. Xem này, đồ yêu quái. Cảm giác kinh ghê. Tiếp theo tớ cần sợi dây này. Tớ sẽ luồn nó qua các lỗ. Cậu sẽ hợp với màu này đấy. Trông đẹp ghê. Tớ muốn thử. Chop chop. Đủ rồi. Cậu trông thật rạng rỡ. Cậu nói gì cũng được. Cậu ấy đã cố gắng hết sức. Mình nghĩ có thể dùng cái này. Đưa tớ con búp bê. Tớ sẽ xử lý. Tớ sẽ quấn cái ống này quanh tóc nó. Như này. Như vậy sẽ giúp cố định tóc. Sau đó tớ sẽ cho nó một chiếc vương miện. Xem này. Wow. Nó là công chúa. Ở đây chúng ta cần một bộ đồ mới. Không, không phải phong cách của cậu. Không. Có thể cậu sẽ hợp với màu đỏ. Này, thôi đi. Ồ, đây đúng là thứ mình cần. Chắc chắn có thể dùng cái này. Mình sẽ gấp nó lại. Mình sẽ làm thành một hình tam giác. Bây giờ mình cần kéo. Mình sẽ cắt một phần nhỏ. Và cắt một chu nữa ngay đây. Nhìn có vẻ đúng đấy. Mình muốn cắt bỏ một hình tam giác nhỏ. Sau đó làm tương tự với bên kia. Rồi mặc cho búp bê. Wow, trông cậu sành điệu quá. Trông khác quá. Cậu thấy sao? Wow, tớ rất thích. Ồ, mình sẽ không bao giờ tìm được bộ đồ phù hợp. Thật vô nghĩa. Đừng bỏ cuộc. Đợi đã, tớ có thể giúp đấy. Bay đi rồi, bay đi. Ồ, cậu ấy đến rồi. Cậu đã đi đâu vậy? Và cậu có gì thế? Chà, đây đúng là thứ tớ cần. Sáng bóng quá. Cảm ơn nhé. Cậu sẽ trở thành một nàng tiên ca xinh đẹp. Tớ sẽ luồn cái đuôi qua chân cậu. Nó vừa y luôn. Trông cậu xinh quá. Đúng là lột xác ngoạn mục. Cậu xứng đáng mà. Thật tuyệt vời. Tớ biết cậu sẽ thích mà. Tớ không kiềm chế được. Cô ấy là Macazon. Được nhờ. Tớ đã cảnh báo cậu rồi mà. Xem búp bê của tớ này. Nó là một nàng tiên cá quyến rũ. Cả hai đều trông rất đẹp. Ồ, khoan, tớ sẽ đặt chúng ngay đây. Chúng ta vẫn chưa hẹn hò xong. Ồ, cậu thật lãng mạn. Dạ, tớ biết. Đúng là một ngày tuyệt vời. Đôi khi chúng ta cần một buổi chăm sóc bản thân. Ngay cả khi bạn là búp bê. Đâu là bước lột xác bạn thích nhất? Bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nha. Nhớ chia sẻ video với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm những video hay như này nhé. Say sưa theo điệu nhạc. Nghe thấy không? Yikes. Ồ, tiếng gì mà khủng khiếp vậy? Ew. Hãy hát với tôi. Không, dừng lại đi. Được rồi, được rồi. Búp bê có nghe không? Đưa tôi xem nào. Thôi, chúng mình đi. Rồi, lấy đi người bạn duy nhất. Mày sẽ lắng nghe tao, say sưa theo điệu nhạc. Búp bê này bẩn quá. Giờ em đã có ngôi nhà tốt hơn. Buồn ngủ ghê. Đi ngủ thôi. Mơ đẹp, búp bê. Mình ngủ say như khúc gỗ. Búp bê, mình để ngay đây mà. Hả? Này, búp bê này bẩn quá. Hãy nhìn mà xem. Ôi, bỏ cái tay ra ngay, Liam. Chị đã bảo không động vào đồ của chị. Bị sao vậy hả? Em chỉ muốn lau sạch nó thôi. Thấy ghê. Hả? Chắc là cũng nên tắm cho nó. Mình đã từng bị trêu vì ở bẩn. Lũ bạn xấu tính. Ok, được rồi. Đi ra ngoài. Ôi trời. Bình yên rồi. Bây giờ chị phải làm gì với em đây? Tất nhiên rồi. Ngồi yên nhá. Chị sẽ vệ sinh cho em. Bắt đầu với kem đánh răng. Nhưng không phải cho răng. Đừng có lo, em sẽ sớm hiểu thôi. Bắt đầu chà cọ nào. Đó là cách duy nhất để làm sạch vết bẩn. Nhưng chưa phải là tất cả đâu. Hãy xem phép màu lấp lánh đây. Lại một ngày nữa ở spa đồ chơi. Sẵn sàng chưa? Khuôn mặt bẩn không còn nữa.
Tiếp theo chúng ta sẽ dưỡng ẩm nhé. Có muốn tóc màu hồng không? Ok con dê, em sẽ là nữ hoàng màu sắc. Tin chị đi. Thật tuyệt, phải không nào? Sạch rồi. Và rất sành điệu. Em có thích không? Chờ một chút. Liam hả? Nhìn em nè. Em cũng có thể đắp mặt nạ. Nhưng mà có hơi giá đây. Em khùng hả? Sao cũng được bro. Dễ thương quá. Ở đây em có vui không? Tốt. Lại nữa. Nặng muốn rụng vai luôn. Thổi bóng bay. Này, bóng bay mới của em nè. Em muốn thổi thật to. Nó đang phồng lên. Em đang làm nè. Không. Bóng bay chạy trốn rồi. Bắt được rồi. Toàn chơi mấy thứ ngớ ngẩn. Liếm. Ui dạ. Sao mình phải có em trai cơ chứ? Em thật may mắn vì không có em trai. Nhưng em sẽ sớm có một thứ tuyệt hơn. Thay trang phục nào. Trang phục này sẽ ôm sát đó. Đầu tiên là cắt một đường ở đây. Rồi gấp lại như thế này. Sau đó cắt một đường chéo ở đây. Cẩn thận ngón tay nha. Bây giờ mở bóng bay ra nào. Đừng quên mảnh còn lại nha. Cắt ngay đây nè. Một lần nữa phía trên đỉnh. Nhắc lại nha, cẩn thận ngón tay. Bây giờ chúng ta đã có các mảnh. Mặc vào cho búp bê thôi. Trời, bó sát lắm luôn. Giờ đến áo nè. Xinh. Và còn mảnh cuối cùng. Nó tạo nên nét duyên dáng và tinh tế. Chỉ cần lồng qua cổ là xong rồi. Không thể quên chân váy siêu dễ thương. Và trang sức cực xịn nè. Ok là. Xinh quá đi mất. Ước gì có bộ này cỡ của chị. Em ổn chứ? Này, có chuyện gì vậy? Wow, tuyệt. Chào Mia. Em có thật. Chào bạn thân. Đến lúc này nữa rồi. Đây là lúc kiểm tra vi khuẩn trong toilet. Nhìn chúng kìa, màu sắc đẹp quá nhỉ. Và rất dính nữa. Không biết nó có vị thế nào. Chào, tôi đến đây để chơi. Chris, đừng. Em không được bỏ cái đó vào miệng. Đây là nơi rất bẩn. Chị sẽ chỉ em làm chất dẻo không khiến em bị bệnh. Đừng lo, sẽ không lâu đâu. Em thích màu xanh lá đúng không? Giờ thêm một chút gelatin. Rất nhiều gelatin. Giờ khuấy thật kỹ. Xem những hạt giống bay kìa. Khá đẹp nhỉ? Và rất dính. Wow, nhìn nó kìa. Chơi được rồi đấy. Wow, thứ này tuyệt quá. Tốt hơn thứ trong toilet nhiều. Và kết cấu của nó cầm dễ chịu ghê. Còn vị thì sao? Ngon. Hey, chú thấy vui cho cháu đấy Chris. Chị cũng vậy. Đó có phải là thứ mình nghĩ không? Không thể tin được. Một cây kẹo mút và tất cả là của mình. Hy vọng nó có mùi dâu, hoặc dưa hấu, hoặc mâm xôi. Oh, Chris, màu nào hợp với chị hơn? Oh, Chris, đừng ăn cái đó. Ôi, phủ, suýt nữa thì tiêu. Chị không nghĩ vậy. Nhưng chị có thể xử lý. Chị ấy muốn chơi game sao? Vậy thì mình cũng có một trò vui. Có gì trong này không? Còn gì khác ngoài giấy gói không? Như này mới phải chứ. Wow. Hả? Bỏ cái tay đó ra khỏi người tớ. Gặp lại sau. Kệ đi. Đây. Có gì trong chiếc này không? Có một thứ gì đó rồi. Wow, bingo. Đúng thứ mình đang mong đợi. Hả? Chris, đừng. Hey, kinh quá. Này, nhìn đằng kia. Mình có một ý tưởng. Và nó bắt đầu với cái này. Sau đó làm một cái miệng từ giấy. Rồi gắn lên ống hút. Mình gọi đây là hoa bát kẹo mút. Khá đẹp đúng không? Hey, xem này, đây là đồ đựng kẹo mút. Nhìn này, Chris.
Thử đi, thử cái này trước. Oh wow, có vẻ như cả hai đều ghi điểm. Anh nói gì cũng đúng. Chà, tuyệt quá. Và cái này. Oh wow. Ngồi gần biển đi. Em đã mang theo chiếc khăn yêu thích. Wow, mặt trời tuyệt quá. Em thích đúng không? Còn như thế này thì sao? Ôi, chói quá. Rất may là mình đã mang theo kính râm. Và nó còn siêu dễ thương nữa. Wow, không thấy đường luôn. Mình cũng cần kính râm. Được rồi. Ôi không, không thể tin được. Cậu nói muốn thêm sao? Dừng lại đi, gần như không thể mở mắt luôn. Mình đang nhìn thấy cái gì thế? Là kẹo sao? Thằng bé đang làm gì vậy? Wow, mọi thứ trông như những cái đốm vậy. Mình tìm thấy một quả bóng. Xem động tác của mình này. Gì vậy? Trò này vui lắm, nhìn này, xem nha. Ôi không, đừng đá nó, dừng lại. Mình sẽ ghi bàn thắng quyết định. Ôi, mắt mình. Wow, đúng là một cậu bé ngốc. Đau quá. Barbie, chị đâu rồi? Ở đây, Chris. Em nghĩ là em thấy chị. Đó là chuyện tồi tệ nhất quả đất. Barbie. Anh chàng này là ai vậy? Chris đang làm gì bên đó thế? Chắc chắn là mặt trời có vấn đề. Biết, mình có thể làm gì đó để giúp. Mình sẽ dùng nét vẽ này làm khuôn. Mình sẽ tô tất cả như thế này. Và tất nhiên mình đã chọn màu Chris thích nhất. Quan trọng là không được tô ra ngoài. Và ngay cả những nét vẽ cũng khiến nó đẹp mắt. Giờ mình sẽ xác định đường viền. Tốt lắm, chúng kết hợp với nhau rất đẹp. Để miếng thứ hai lên trên. Như vậy, chúng sẽ giữ tròng kính. Mình chọn màu hồng, màu mình thích nhất. Không được quên bên kia. Vừa y luôn. Giờ đến gọng kính. Dùng bút để cố định chúng. Wow, nhìn thấy rồi. Wow, xem này, mặt trời. Oh yeah. Mặt trời thật buồn cười. Cảm ơn vì mắt kính nhé. Trời, trò này làm mình thèm ăn quá. Thôi nào. Cứng quá. Mấy khối Lego này to ghê. Nhìn chúng kìa. Chris, ôi, có chuyện gì ở đây vậy? Hầu như không thấy sàn nhà luôn. Hôm nay chúng ta chơi mệt nhỉ. Nhìn đống đồ kìa. Thằng bé không thể tiếp tục như thế này được nữa. Được rồi. Wow, gần được rồi. Hít thở sâu. Ôi trời. Ôi không. Wow. Được rồi, suýt nữa thì tiêu. Bình tĩnh, được rồi. Ôi không, bà bị ngã. Phew. Chris, em muốn nói gì để bào chữa không? Hả? Chồng chị buồn cười quá. Được lắm. Chà, nhìn kìa. Thật ra, nó làm mình nghĩ ra một chuyện. Mình có thể tìm ra giải pháp cho mớ hỗn độn này. Sẽ mất một chút thời gian. Và may là mình có rất nhiều. Xong. Vừa y. Giờ đến bước tiếp theo. Có ai đoán được cái này để làm gì không? Mấy màu sắc này nhìn vui mắt ghê. Mục tiêu là tạo ra những bức tường cao và đẹp. Xong, bây giờ đã có nhiều phần khác nhau. Một chút nữa thôi. Bút dạ và bút bi ở đây. Mấy chiếc kẹp ở đây. Có chỗ cho mọi thứ. Wow, chị làm hết mấy thứ này sao? Chị còn tìm được chỗ cho cái này. Cảm ơn Barbie, tuyệt quá. Cảm ơn. Mình thích không khí trong lành, nó khiến mình thèm ăn vặt. Một chút protein nhỉ, chỉ cần đập vỏ ra. Cái này bị sao vậy? Chris?
Em và những trò đùa mềm nhất có thể. May là mình còn một cái. Thôi nào, vỡ đi mà. Em giỡn mặt chị sao Chris? Đúng là vớ vẩn. Chị ấy tôi hoàn toàn bị lừa. Quả trứng này nặng một cách kỳ lạ. Đợi chút. Đúng như mình nghi ngờ. Thêm Play-Doh. Không hay đâu Chris. Chị nên nhìn thấy mặt chị. Trò này hai người chơi được đấy. Muốn cái này không? Cho em á. Em muốn xem trong này có gì. Xem nào. Hey, một con gà. Làm gì được với một con gà nhỉ? Được rồi, thử lần nữa. Có gì không? Ôi, không thể nào. Mình nghĩ Pokeball này hỏng rồi. Thật bất công. Ôi, thằng bé tội nghiệp. Đợi chút. Chào, vâng, ngay lập tức, cảm ơn. Tuyệt vời. Em sẵn sàng chưa Chris? Chơi thôi. Chỉ cần bỏ Play-Doh của em vào đây. Khi nó đầy thì đẩy tất cả xuống và thưởng thức màn trình diễn màu sắc. Nhìn đống Play-Doh kìa, đã mắt đúng không? Nhưng chưa hết đâu. Em cũng có thể bỏ một ít vào đây. Nhìn này, còn có thể bỏ ở dưới này nữa. Chỉ cần thả Play-Doh và đóng nắp lại. Sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo chưa? Trứng. Chà, món đồ này hay quá. Về nhà nhớ tắm nhá. Đúng là một ngày tuyệt vời. Cuộc sống của thiên cà đúng như mình tưởng tượng. Này, búp bê. Thầy nghĩ cậu cần lột xác. Chúng ta sẽ là cặp tiên cá song sinh. Trông cậu sẽ đẹp lắm đây. Cái đuôi này đúng hợp với cậu luôn. Khoan, đợi đây nhé. Chúng ta cần cắt bỏ những lọn tóc vàng này. Chỉ cần cắt nhanh là chú sẽ ra đi. Cậu cần một diện mạo mới. Đây là một quả đầu trọc. Giờ tớ sẽ dùng kim và chỉ. Màu này hợp với cậu hơn. Chà, đẹp quá. Giờ tớ sẽ gắn lại cơ thể cậu. Nãy giờ vẫn ổn đấy. Giơ tay lên, thư giãn đi. Tớ chỉ quấn cậu bằng giấy bạc thôi. Nó sẽ mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Tớ sẽ dùng những thanh gỗ này để cố định đuôi cá. Bây giờ bọc lại bằng đất sét. Tớ sẽ tạo hình quanh chân và đuôi cậu. Tiếp theo cần súng bắn keo. Tớ sẽ xịt keo lên đất sét. Tớ sẽ xịt theo dạng sóng. Tớ muốn nó trông giống vảy cá. Tớ sẽ thêm những đốm nhỏ ở đây. Trước khi nó khô, tớ muốn thêm một thứ nữa. Đó là một chút kim tuyến. Đây sẽ là bước cuối cùng. Nó sẽ tạo nên sự khác biệt. Màu xanh lá rất nổi bật trên màu xanh lam luôn. Giờ cần lấy cho cậu một cái áo. Không được để cậu xấu hổ. Chà, cậu là tiên cá xinh nhất quả đất. Tớ có một bất ngờ cho cậu. Chào mừng đến với nhà mới. Cứ thoải mái đi nhé. Hy vọng cậu thích nó. Mình xong việc ở đây rồi. Mình nghĩ mình phải trang điểm nữa. Nhưng mà phải phù hợp với tiên cá. Mình có một ý tưởng rất hay. Mình cần chiếc tất này. Mình sẽ trùm nó qua đầu. Có cảm giác như sắp đi cướp ngân hàng vậy. Được rồi, mình đã có cọ trang điểm. Bắt đầu với màu xanh này. Mình sẽ đánh theo chuyển động tròn. Làm ở hai bên mà luôn. Có lẽ mình sẽ thử màu tím nhạt. Ồ, cái này đẹp đấy. Mình chỉ cần một lớp phủ nhẹ. Mình sẽ trộn nó với màu xanh lam. Giờ có thể cởi tất ra được rồi. Mình rất nóng lòng muốn xem mình trông thế nào. Wow, trông giống như vảy cá vậy. Nhưng nó có thể đẹp hơn. Mình sẽ thêm kim tuyến. Chúng ta đều cần tỏa sáng trong cuộc sống. Mình sẽ đính đá quý lên da. Mình sẽ là tiên cá sành điệu nhất của đất. Không được quên phấn mắt. Mình sẽ pha trộn các màu. Mình muốn tất cả hợp với nhau. Mình rất hài lòng. Một chút mascara. Rất vui vì mình vững tay. Không muốn phá hỏng mọi công sức đâu. Sau đó làm đẹp cho lông mi. Đúng là lột xác ngoạn mục. Suýt quên. Mình cần chút son môi. Mình thích màu này. Nó sẽ làm môi mình nổi bật. Tuyệt vời. Mình sẽ để nó khô. Sau đó tô một lớp sơn bóng. Càng lúc càng đẹp đấy. Nhìn nó xem. Nhìn muốn hôn ghê. Nhưng mình chưa đặt cọ xuống đâu. Mình sẽ thêm kim tuyến khắp ngực. Không cần nhiều đâu. Đôi khi ít mới đẹp. Mình không thể rời mắt khỏi nó. Wow, trang điểm xong rồi. Tóc mình cần sửa lại một chút. Và mình biết phải làm gì. Chỉ cần cây bút này thôi. Mình sẽ dê nó trên những sợi tóc như này. Ai cần salon đắt tiền chứ. Chỉ hy vọng nó chống thấm nước.
mình sẽ làm từ từ, không muốn sót chỗ nào đâu. Bây giờ đến bên kia. Chà, dữ dội quá. Thế màu này quá. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng. Cuối cùng mình cũng đã là tên cá. Mình cảm thấy thật lộng lẫy. Hả? Có ai đó ở ngoài cửa? Tốt nhất là nên ra coi. Đợi chút, tôi ra đây. Xin chào. Này, cô đã đặt. Ôi. Chào, cô đẹp quá. Anh thực sự nghĩ vậy à? Dễ thương ghê. Cô có tin vào định mệnh không? À, tất nhiên là có. Có những chuyện phải xảy ra. Ví dụ khoảnh khắc này. Kệ đi, trước giờ hơi thở của mình còn tệ hơn. Một nụ hôn thì sao? Chuyện này thực sự xảy ra sao? Anh ấy dễ thương quá. Hôn tôi đi. Đùa mình sao? Ôi, mình có đuôi à? Có lẽ rốt cuộc đây không phải là một giấc mơ. Mình cần lấy đồ trong tủ ra. Nhớ cưng quá, cưng trông thật là phong cách. Dù sao thì ẻm cũng là búp bê của mình. Bạn thân ơi, bạn thân, nhìn mái tóc vàng óng này nè. Ui. Không. Búp bê của mình, cậu làm gì thế? Này, sao vậy? Đưa cho tớ. Cậu quá đáng thật đấy. Đáng đời nhà cậu. Tớ nhận em của tớ đây. Woohoo, tụi mình vô địch rồi nè. Đám đó ở đâu ra vậy? Sao lại thế? Cậu có ổn không? Em ấy sao rồi nhỉ? Đừng lo, chị sẽ giúp cưng. Wow, cái thùng này hôi xỉu ấy. À ha, đây rồi. Khoan, đây là vỏ chuối mà. Chị tìm thấy em rồi. Eo, nhìn bé kinh quá. Là cậu. Xem cậu đã làm gì với búp bê của tớ này. Chị phải lau sạch cho em. Thế này không được rồi. Em cần tắm một phát. Đã đến lúc chăm sóc bé rồi. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà. Chắc chắn em sẽ thích lắm đấy. Ok, cởi bộ đồ bẩn này ra xem nào. Sao mặc được nữa. Vào đi bé. Thêm chút bong bóng nào. Đúng thứ mình cần rồi này. Cứ như bồn sụp luôn ấy. Nhiệt độ có ổn không? Vậy là đủ lâu rồi. Ra nào bé. Bé muốn chị kỳ cọ sạch sẽ không? Dùng bàn chải được này. Và chút kem đánh răng than nữa. Wow, nhiều vết bẩn quá này. Chắc là nhột lắm nhỉ. Ken tị quá trời. Thế này sẽ giúp tẩy sạch bụi bẩn. Vậy mới chuẩn chứ. Giờ lau khô nha. Chị không muốn em bị cảm đâu. Em đã sạch sẽ trắng trẻo lại rồi. Không như ai kia. Cậu biết là tớ nghe thấy phải không? Chị không cần dùng nước ngọt để bé xinh hơn đâu. Chị có sữa tắm dạng bọt dễ cưng này rồi. Xịt lên người bé nào, như vậy nè. Giờ mình có thể dùng bàn chải rồi. Da của em sẽ sáng bừng luôn cho xem. Thử nhanh một phát nào. Mềm mại ghê. Em thấy thế nào? Biết mà, tuyệt quá trời. Cái cọ đã làm hết các bước khó rồi. Siêu nhanh luôn. Giờ chị lau khô cho em đây. Ngon lạnh, xong rồi. Và bé rất thơm luôn. Cậu cần gì sao? Đúng rồi nha. Đã đến lúc đắp mặt nạ rồi. Cứ nằm thật thoải mái nhé. Mình sẽ cho kem đánh răng vào chén. Rồi thêm kim tuyến nữa. Giờ trộn thật là đều hỗn hợp này. Mình muốn nó sệt sệt chút. Dùng cọ để thoa lên mặt này. Vậy là đủ rồi nhé. Không thể quên mình được nha. Làm chuyên viên sắc đẹp cũng khổ lắm. Giờ mình có thể thư giãn rồi. Trông tuyệt thật đấy. Nhưng tụi mình còn có vài thứ quan trọng khác nữa. Phải xử lý mái tóc của bé mới được. Thế còn màu sắc mới. Đầu tiên là che em bé lại này. Dán băng keo lên người cưng nha. Giống như cuốn xác ướp vậy. Xịn xỏ ý chang luôn ý. Cơ mà có hơi dính một chút. Làm mình nhớ tới trang phục Halloween lần trước của mình ghê. Chị sẽ dán cái này lên mặt bé. Nghịch ngợm một chút mới vui chứ. Xuyệt. Ê, bên này. Thật luôn hả Molly? Cậu phải cố gắng hơn đấy. Tưởng sẽ hù được cậu. Tí nữa lại chọc tiếp. Nhuộm tóc cho cưng nào. Đừng di chuyển. Tóc vàng hoe không hợp với em đâu. Như vậy mới ok. Em sẽ mê tít luôn đấy. Tin tớ đi. Đen huyền bí mới chất. Giờ lột băng keo ra được rồi. Nhuộm tóc hơi bị tốn tiền luôn đấy. Đúng là thiên đường. Da mình mịn quá mà trời. Này, dừng lại đi. Cậu tắt đi được không? Thôi đi. Khoan. Cậu đang làm gì thế? Tớ đang làm gì á?
gỡ cái này ra nào. Chờ chút, hay là mình dùng giấy màu này nhỉ? Mình cần 2 tô nước ấm nữa. Mình sẽ bắt đầu với giấy màu hồng. Mình sẽ đặt nó vào tô. Giấy sẽ nhuộm màu cho nước. Màu hồng này rực rỡ quá trời luôn. Chúng mình có thể tháo mặt nạ được rồi. Giờ nhúng vào nước thôi. Mong là cậu có thể nhịn thở được. Nó sẽ nhuộm tóc cực xinh cho cậu. Rồi đến lượt màu xanh này. Chị chỉ nhúng đuôi của em vào thôi. Nhìn tuyệt thật đấy. Khác bọt dễ sợ. Cậu thấy sao nào? Tớ thấy cũng được. Cậu ở phe nào đấy? Xem bộ đồ cưng xỉu này nè. Làm tóc cậu xinh hơn hẳn. Cậu sẽ là cô búp bê xinh nhất. Nhìn kìa. Đậu đi bướm, đừng ngại nhớ. Trời đất ơi, mình giống công chúa trong phim quá. Nhớ quay lại đấy nha. Tự nhiên mình có ý tưởng rất hay. Mình chỉ cần bài tập toán thôi. Chả, thật ra là cần bìa hồ sơ. Lấy bài ra ngoài này. Trước sau gì chả được điểm cao. Đến lúc sáng tạo rồi đấy. Bạn bướm đã truyền cảm hứng cho mình. Mình muốn vẽ lại sự xinh đẹp ấy. Vẽ một cặp cánh lên bìa nhựa này. Như thế này. Rồi mình bắt đầu thêm các chi tiết. Mình muốn chia các cánh thành nhiều phần. Wow, trông xinh quá. Rồi cắt nó ra nào. Tiếp theo mình cần một chai sơn móng tay. Mình sẽ dùng sơn kim tuyến màu bạc. Sơn cánh bằng màu này nhé. Không phải sơn tất cả các phần đâu. Khi đã xong thì mình cần kim sa long lanh. Mình sẽ rắc nó lên chỗ sơn móng tay. Dùng màu hồng và bạc nhé. Giờ thổi chỗ thừa đi nè. Thế là có hiệu ứng cực xinh luôn. Giờ mình có thể dính cánh lên váy của búp bê. Wow, trông bé giống cô tiên cổ tích quá à. Ước gì mình cũng có cái đầm như thế. Xinh cực luôn. Hả? Mình không làm cái đó được. Mà mình cũng chẳng thích. Hưởng phấn quá trời. Nhưng cậu không thể mặc như vậy được. Chắc mình phải thêm kỹ năng thiết kế vào hồ sơ rồi. Mình muốn cắt 2 hình tròn trên mảnh vải đen này. Tiếp theo mình sẽ dính dây giày quanh viền. Đơn giản thật sự, để xem có vừa không nhé. Vừa như in luôn. Nhưng cần thắt lưng nữa. Cho phép tôi thưa cô. Thế nào? Nhìn cậu rất sang. Ai cũng cần một bộ váy đen nhỏ nhắn xinh xắn. Chắc chị phải đổi kiểu tóc khác cho em. Ngồi đi bé. Tóc tết sẽ hợp em lắm đấy. Cũng không khó gì đâu. Mình thực hành hoài mà. Mình cần dây buộc tóc để tóc không bung. Vậy mới gọi là xinh chứ. Nhìn ẻm y như mình vậy. Eo, hồi trước đôi giày này xinh lắm. Mình nên làm sao với nó bây giờ? Để coi nào. Phải có thứ gì mình dùng được chứ. Suy nghĩ nào. À ha, cái này ok nè. Mình sẽ chờ chút. Cậu định làm gì vậy? À, đừng có mơ nhá, nói thật đấy. Không có thời gian để cua gái đâu. Xến xúa thấy sợ luôn. Suýt này, tớ cần chai sơn móng. Ở ngay đằng đó á. Chuẩn rồi, thôi nào, cảm ơn. Cậu phải tập cua gái nhiều hơn đấy. Nhìn nổi hết cả da gà. Cơ mà, đến đâu rồi nhở? Mình sẽ sửa đôi giày này. Sơn móng tay sẽ giúp ẻm sáng bừng. Không được bỏ lỡ chỗ nào nhé. Khi đã khô thì bé có thể đeo rồi. Wow, bé nên làm người mẫu đấy nha. Hợp cực kỳ luôn nhá. Và của tớ cũng thế. Giống y chang nhau luôn. Biết sao không? Trên đời đâu chỉ có mỗi màu đen. Nhưng tụi mình cần mua giày cho em. Làm gì bây giờ? Khoan, biết rồi. Dùng mấy em marshmallow này đi. Có hơi kỳ cục một tẹo, nhưng mình biết cách làm đấy nha. Dùng máy sấy nấu chảy ra này. Ui da, nóng rồi. Vậy mọi thứ sẽ nhanh gọn hơn. Mùi thơm thật đấy. Giờ mình cần chút phẩm màu. Không cần nhiều đâu. Giờ trộn nó lên nhá. Thèm chảy nước miếng luôn. Ui, dẻo quá trời nhé. Giờ đổ kẹo ra bàn nào. Mình muốn cán nó thành một cái đĩa mỏng. Như vậy nè. Rồi cắt ra 3 hình dạng bằng một cái khuôn. Dễ uốn lắm ý. Mình sẽ nặn nó thành một cái bốt. Rồi thêm chút chi tiết này. Vậy là xong rồi nhé. Nhìn mềm và ấm áp thật ý. Wow, ấn tượng ghê. Bé trông xinh xỉu. Mình rất tự hào luôn. Thôi nào, tụi mình làm giỏi mà. Rồi, nhưng đừng nói ai đấy nha. Tụi mình vừa trở thành bạn thân à. Không, đương nhiên là không. Nhưng búp bê thì có. Hôm nào chúng mình đi chơi nhé, cùng búp. Anh nhân viên cứu họ đẹp trai quá.
Mong là tóc mình ổn. Phải mặc gì đó dễ thương mới được. Màu cam nhìn hợp mình đấy. Đã đến lúc khiến mọi người trầm trồ rồi. Woohoo! Phải khởi động đôi chân một chút đã. Trông kìa chứ kìa. Cảm giác hơi lạ lạ ấy nhỉ. Từ từ. Hình như mình dần quen kiểu con người rồi. Chỉ là một ngày nữa trong cuộc đời của thiên cá. Con cá to quá. To như cơ bắp của anh ấy. Xin chào các quý cô. Trông các em rạng rỡ quá. Chào anh đẹp trai đằng ấy. Mấy nàng đang tán tỉnh sao? Họ đâu rồi? Wow! Chân của cô nàng kia đâu? Không có chân nữa. Anh ấy cần giúp không? Em đến đây. Này anh ơi, anh sao rồi? Hai. Anh ngất đi mất một lúc đấy. Lại là vây cá lúc nãy. Tôi... Wow, vây của cậu lộng lẫy lắm. Ngồi yên, như vậy đấy, ok. Tớ muốn lấy đúng góc ở đây. Ôi chết, bút màu tím. Mình vụng ghê luôn. Gần lấy được rồi. Thấy rồi nè. Kéo căng hết cả tay. Không, đùa tôi hay gì hả? Thì chẳng làm gì hẳn hoi được. Madison, cậu đâu rồi? Chưa nhặt que được này đây. Tớ đợi vậy. Vậy còn bể cá của tớ thì sao? Lấy một bể cá rỗng, rồi nhỏ keo nóng vào đáy của một ly uống nước. Và gắn vào đáy bể. Giờ thả chút sỏi nhãn màu xanh vào. Bạn cũng có thể cho vỏ sò và đá vào, rồi đổ nước vào bể. Cứ tiếp tục đi. Xem nè. Cái gì đây? Hiểu không? Tất nhiên, để đựng bút màu nè. Giờ không lo đổ bút nữa. Vẽ tiếp chân dung nàng tiên cá nào. Đẹp xuất sắc. Chim này hay dã man. Nhìn con ngựa kìa. Hấp dẫn lắm. Tôi sẽ chợp mắt một chút. Jen. Cưng quá. Ngủ ngon đi nha. Bây giờ mình sẽ đứng dậy. Đúng rồi đó. Hả? Chuyện gì vậy? Sofa này chật thế nhỉ? Lại còn ngắn củ nữa. Chẳng biết đặt vây vào đâu nữa. Bực mình quá đi mất. Mình biết nên ngủ ở đâu rồi. Ngay đằng này này. Dưới bóng giang. Wow, đây rồi nè. Vào bể nè. Cả gối nữa chứ. Chỉ còn mình ở trên này. Chúc ngủ ngon. Thiên đường ơi, ta đến đây. Hả? Tiệc của tiên cá sao? Cho nhịp hội với. Tôi sẵn sàng quẩy rồi. Bật nhạc đi, tôi muốn nhảy. Xin chào. Mọi người đâu rồi? Xin chào. Chỗ này đúng địa chỉ không ta? Có ai ở đằng này không? Này. Tiệc ở đâu cơ chứ? Có ai không? Thôi quên đi. Chắc là ở gần ngay đây thôi chứ. Có ai biết tiệc ở đâu không vậy? Mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Cảm giác như mình bị bỏ rơi ấy. Nè gái ơi, lại nhập tiệc đi. Chơi luôn. Để tới đeo kính đã. Woohoo! Tớ sẵn sàng quẩy rồi mọi người ơi. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ tìm được mọi người. Nhảy thôi.
Bạn có thích mặc quần áo đẹp cho búp bê không? Cho chúng tớ biết nhé. Đừng quên chia sẻ video này cũng như đăng ký kênh nha.